mo cho dân, nhưng mà cốt là để làm dân vận thôi, vận động quần chúng làm cách mạng. Bác coi là thầy cúng đấy, khuân vác, thầy giáo, thầy cúng. Bác chọn ba nghề đó là ba nghề bác thích nhất. Dòng tiếp theo trong lý lịch này, người ta hỏi bác là trình độ học vấn. Học vấn tức là tri thức, là hiểu biết. Bác cũng không khai như chúng ta. Ta phải khai là phổ thông, đại học, sau đại học chứ gì. Bác khai mỗi chữ trình độ học vấn 2 chấm tự học. Có thế đấy các ông chị. Thế là thế nào thì nó như thế, đúng không? Chứ học bác ở cái tính trung thực, nói đúng sự thật. Hai là hồn nhiên. Thứ ba là phải bản lĩnh lắm mới như thế được. Ở cương vị như bác mà bác khai như vậy, đấy là một bản lĩnh văn hóa đấy các đồng chí. Rồi ta sẽ nói kỹ về văn hóa trong đảng chiều hôm nay. Đấy là một bản lĩnh đấy các đồng chí. Dòng cuối cùng này, trình độ ngoại ngữ. Vì đại biểu quốc tế mà bác từ Pháp sang, người ta hỏi bác là đồng chí biết những ngoại ngữ nào mà thế giới họ rất ngạc nhiên với Hồ Chí Minh, là họ để ý không bao giờ thấy bác dùng phiên dịch cả. Thế là họ bảo có lẽ Hồ Chí Minh vào loại xuất chúng, ít hiếm hoi trong số lãnh tụ thế giới ngày nay mà là được như vậy, mà toàn tự học cả đấy. Thế thì chúng ta mới tự hào về bác của mình, mới đi hỏi bác là bác có kinh nghiệm gì hay bác mách bảo cho chúng cháu. Sao mà bác giỏi vậy, bác biết nhiều vậy. Bác khiêm tốn lắm. Bác bảo bác có giỏi gì đâu, bác bình thường thôi. Bác có biết nhiều gì đâu, bác biết vài thứ thôi. Các cháu cứ chịu khó học, năng nhặt chặt bị rồi sẽ khá, sẽ giỏi. Nhưng mà học chữ nào phải dùng ngay chữ đó, chứ đừng để nó thành chữ chết, tức là sinh ngữ chứ không phải tử ngữ là thế. Bác của chúng ta là như vậy đấy các đồng chí. Mà bác lại minh mẫn đến phút chót, không quên một cái gì cả. Ngay cả lúc lâm chung sắp ra đi, vĩ nhân của chúng ta vẫn hoàn toàn minh mẫn. Đấy cũng là một điều lạ. Thế bây giờ bác bảo bác biết vài thứ này, bác khai đúng vài thứ đấy các đồng chí. Vài thứ của bác mà ta giật mình, không biết ta phải sống thêm mấy cuộc đời nữa để đeo đuổi được như thế này. Bác khai Hán. Hán là chữ Trung Quốc. Bác được dạy công phu từ lúc 3 tuổi, 5 tuổi. Bác đã thuộc lòng cả tứ thư ngũ kinh rồi. Kinh điển về của Hán học bác hiểu rất thấu đáo. Bác làm thơ bằng chữ Hán là thế mà. Bác viết chữ Hán đẹp như vẽ tranh, gọi là thư pháp cơ mà. Đấy. Thì bác khai là Hán, rồi Anh, tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, rồi bác chấm 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 chấm. Chấm chấm tức là còn nữa các đồng chí, khai vài thứ thôi. Đấy. Thì đúng là như vậy. Các đồng chí vào lăng bác này, viếng bác xong sang bảo tàng Hồ Chí Minh nhé, các đồng chí quan sát cái cuốn sổ tay bác đi công tác nước ngoài này, những chuyến ghi chép của bác, những cuộc hội đàm hội kiến của bác ghi đủ mọi thứ tiếng các đồng chí. Ai không biết ngoại ngữ thì không đọc được đâu. Là như vậy đấy. Thì đấy là một sự thật. Ở đây nó có một cái chuyện này. Nhờ giỏi ngoại ngữ mà bác thoát hiểm. Kẻ thù ở Pháp, ở Paris, ở châu Âu đấy, nó vây lùng bác suốt ngày đêm. Biết được nhiều thông tin thì tránh xa nó đi, thế là thoát hiểm. Mà bác lại ngụy trang, hóa trang rất giỏi mới thoát nạn được. Hai nữa là nhờ giỏi chữ Hán, tức là ngoại ngữ này, chữ Hán đấy, mà bác thoát cả đói nghèo đấy các ông chị nhé. Thời ở Paris mới sang thất nghiệp, có nghề nghiệp gì đâu. Lúc tìm được việc làm là công việc tạm thời, được đồng nào thì lại mua sách mua báo để học, rồi tham gia phong trào công nhân, còn tiền đâu. Mỗi ngày bác chỉ có một cái mẩu bánh mì thôi mà các đồng chí. Sống kham khổ như thế, lạnh giá của châu Âu như vậy, mà chỉ có một viên gạch bọc trong giấy báo để dưới lò sưởi chống trả cả cái rét. Lạnh giá đến mức mà bàn tay bác cứ tấy đỏ, không cầm nổi cái chổi quét rác trong sân trường nữa. Mà ông hiệu trưởng tốt bụng trả cho bác cả một ngày công để bác đi tìm việc khác là thế đấy. Thì hoàn cảnh nghèo đói như vậy, bỗng nhiên lại trở thành giàu có. Bác tận dụng ngay chứ không bỏ lỡ đâu các đồng chí nhé. Bác rất thiết thực mà. Mà sâu xa là để có điều kiện hoạt động cách mạng. Hồi bấy giờ ở Paris nó có một cái mốt là chuộng đồ cổ Trung Quốc. Cái lọ gốm cổ, giả cổ Trung Quốc mà từ thời Thanh, thời Khang Hy đấy. Họ có cái nhà tư sản chuyên kinh doanh cái đồ giả này. Họ làm được hết mẫu mã, kích thước to nhỏ, màu men, chất gốm đủ hết. Đến cái đoạn mà chép thơ Đường, thơ Tống phải rồng bay phượng múa trên mặt bình gốm thì nó chịu chết các đồng chí.
Tây không viết được chữ tàu đâu, nó khác nhau về hệ ngôn ngữ lắm. Mà bác nổi tiếng đến mức là họ mách cho cái nhà tư sản này này, chỉ có một người ở Paris giỏi chữ Hán thôi. Anh Nguyễn, người An Nam ấy, Nguyễn tức là Nguyễn Ái Quốc đấy. Anh ấy ở ngõ hẻm Công Pong ấy, anh giỏi lắm, viết rất đẹp. Đến nhờ anh ấy giúp cho, trả tiền công cho cao vào thì anh ấy giúp. Thế là ông tư sản này mừng quá, tìm bằng được bác của chúng ta, nói rõ hết đầu đuôi câu chuyện, mời bác cộng tác, hứa trả lương cao cho bác. Bác biết ngay là đồ hàng giả, bác nhận lời thì các đồng chí. Nhận lời để mưu sinh đã, để sống đã rồi mới hoạt động được, đang đói khổ như thế. Nhưng mặt khác, bác nảy ngay ra trong trí óc này này, một cái điều này, đây là cơ hội ngàn vàng, chỉ đến có một lần thôi, không được bỏ lỡ. Bác đánh lừa nó mà nó có biết đâu các đồng chí. Bác có chép thơ Đường, thơ Tống gì đâu, bác toàn viết khẩu hiệu đấy các đồng chí. Sau này ta hỏi bác bảo bác liều thật đấy, bác cũng mạo hiểm thật đấy, nhưng mà đúng là cơ hội ngàn vàng, không cách nào khác. Thế là bác viết toàn đả đảo đế quốc thực dân xâm lược, đả đảo Pháp, trả lại độc lập cho Việt Nam, cho Đông Dương. Thế mà đến lúc nó nhận hàng nhé, nó cảm ơn bác rối rít cả chứ. Vì bác bảo đấy thơ Đường, thơ Tống đấy, nó cứ tưởng thật các đồng chí. Trả tiền rất nhiều cho bác. Nhận được tiền xong bác đi ngay các đồng chí. Phải chuyển ngay chỗ ở chứ các đồng chí, không nó bắt chứ. Thế mà khi mà bán ra thị trường nhé, những cái người biết chữ Hán ấy, nó đọc những cái điệp chữ Hán này, nó mách cảnh sát, mách chính phủ, cái ông tư sản này suýt đi tù đấy các đồng chí nhé. Nó tưởng cách mạng mà. Thế là nó triệu đến sở cảnh sát Paris, bắt giải trình, mới khai ra hết, đây là anh Nguyễn, anh ấy viết cho tôi, có biết đâu, tôi nhờ thôi mà. Đấy. Thì đi tìm anh Nguyễn thì có tìm cả ngày cũng chả thấy, bác đi rồi, đúng không? Sau này ta có kịp hỏi bác, vì ta muốn thẩm định chắc chắn cái tư liệu này, xem có đúng không? Bởi vì thường thường đấy, những người nổi tiếng thì hay cứ bị những cái thêu dệt mà, nó cũng bị biến thể đi. Bác xác nhận cho chúng ta đúng có cái sự kiện này. Bác bảo bác liều thật, nhưng mà lúc bây giờ vì không có việc làm, bác đang nghèo lắm, phải sống thì mới hoạt động cách mạng được, mà nó đến thì không thể bỏ lỡ, và lại cũng không có cơ hội nào tốt hơn để tuyên truyền cho cách mạng một cách hợp lý như thế. Nên bác làm, nhưng bác làm xong bác phải chuồn ngay chỗ khác chứ, ở chỗ khác. Ta xem bác của chúng ta hồn nhiên đầy bản lĩnh như vậy, có bao nhiêu quyển kể như vậy để nói về cái huyền thoại Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi nói về cái ngày 19 tháng 5. Thưa các đồng chí, trong số các đồng chí chúng ta ở đây, đồng chí nào làm công tác đoàn thể, bây giờ gọi chung là công tác dân vận, nhất là đồng chí nào làm mặt trận tổ quốc nữa, thì hạnh phúc vô cùng. 19 tháng 5 chính là ngày thành lập mặt trận. Bác lấy ngày đó làm ngày sinh cho mình, là bác hóa thân vào mặt trận dân tộc thống nhất. Các đồng chí biết là bác đi nước ngoài 30 năm, đến tận năm 41 mới trở về Bắc Bó Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Và bác chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh. Việt Minh là cách gọi tắt, tên đầy đủ là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, thành lập đúng ngày 19 tháng 5 năm 1941. Thì bác lấy ngày đó làm ngày sinh cho mình, tức là bác tổ chức sinh nhật cho mặt trận, chứ đâu có tổ chức sinh nhật cho mình, mà ta cứ đinh ninh là bác tự tổ chức sinh nhật. Đấy, hóa thân vào mặt trận là như vậy. Cái điều này bây giờ còn ghi vào trong lịch sử của mặt trận, và chúng ta biết rõ thêm được để càng thấy sự vĩ đại khiêm nhường của Hồ Chí Minh. Cuộc đời của bác duy nhất có mỗi một lần bác chủ động làm sinh nhật, còn toàn từ chối hết. Đó là ngày 19 tháng 5 năm 1946, tức là lúc bây giờ là dục dịch Pháp xâm lược trở lại rồi, số phận dân tộc đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, căng thẳng lắm. Và bác chủ động tổ chức sinh nhật chính là để biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, để kẻ thù thấy rõ sức mạnh Việt Nam, mà ta lại cứ đinh ninh là bác sinh nhật có cho bác. Rồi bây giờ nó cố định trong lịch sử thiêng liêng như vậy, và nó trở thành một thực tế lịch sử chúng ta thừa nhận là như thế đấy. Còn những lần sinh nhật sau bác kiên quyết từ chối. Đặc biệt cảm động là cái lễ sinh nhật cuối cùng trong đời bác kiên quyết từ chối. Ta phải thiết tha nài nỉ bác nể lòng bác mới cho làm. Bởi vì đồng chí Lê Duẩn có thưa với bác là: thưa bác, không tổ chức sinh nhật cho bác cũng không tiện, vì ngoài bác ra còn có Trung ương, còn có chính phủ, quốc hội, có mặt trận, nhất là còn có đoàn ngoại giao, mấy chục vị đại sứ đang chờ vào chúc thọ bác,
thì sao lại không tổ chức được? Bác mới nhớ đến bạn bè quốc tế, bác đành miễn cưỡng cho làm. Nhưng bác dặn đồng chí Lê Duẩn thế này này: thôi, nếu vậy thì các chú làm thật nhanh lên cho bác, đừng kéo dài. Bác đau tim các đồng chí nhé, bác đau tim dữ dội, đau tim rất nặng, và bác mất trong một cơn đau tim dữ dội. Mà như thế đấy, bác chủ tính là có thể đi bất cứ lúc nào. Bác mới viết di chúc sớm là thế chứ, viết từ lúc 75 tuổi cơ mà, lúc còn hoàn toàn minh mẫn. Bác bảo là đừng kéo dài, đừng bày vẽ tốn kém làm gì, cả đời bác là tiết kiệm. Chứ nói tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, chúng ta không bao giờ quên bốn chữ này: cần kiệm liêm chính. Tư tưởng đạo đức là nổi bật nhất, nhất là đốn cái đức làm người đó. Đừng bày vẽ tốn kém làm gì, suốt một đời tiết kiệm vì dân. Tiết kiệm của bác đến mức khắc khổ, khắc khổ mà không có một lãnh tụ nào trên thế giới có được cái lối sống như thế đâu các đồng chí. Bác lại còn cẩn thận đến mức bác dặn tiếp là chỉ cho bác vài bông hoa là được rồi. Bác giải thích thêm là 5 bông hồng đỏ thôi. Thì có ngờ đâu, bó hoa của Trung ương tặng sinh nhật bác lần cuối cùng vẹn vẹn 5 bông hồng đỏ, đúng như lời bác dặn. Trong các loài hoa, có 2 loài hoa bác tôn thờ. Một là hoa hồng đỏ để tiếp khách trong ngày lễ, trong ngày quốc khánh lễ trọng. 2 là hoa huệ. Hoa huệ trắng, tên loài hoa lại trùng với tên một người con gái, người bạn của bác thời trẻ. Là thế thôi. Trong vườn bác bao giờ cũng có một luống hồng và một khóm huệ là thế. Và ta cũng biết ý bác lúc sinh thời đấy, thường để cho bác một bình hoa hồng đỏ và một bình hoa huệ. Thì bác dặn là 5 bông hồng đỏ thôi là thế. Ông Vũ Kỳ, thư ký của bác, chuẩn bị để bác tiếp khách. Thế là pha nước này, mang bánh kẹo ra. Bác nói thế này nhé: các chú uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ cho bác đi. Các chú đây là những ai? Là toàn những đầu não của đảng cả đấy, lãnh đạo cấp cao nhất đấy, Tổng Bí thư Lê Duẩn này, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ngày đêm bên cạnh bác. Bác bảo các chú uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ cho bác đi. Và các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng bác nghèo lắm, bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu, chỉ có vậy thôi. Thì những cái chi tiết này có thể nói là cho chúng ta thấy một đời thanh bạch chẳng vàng son của bác, hy sinh tất cả đứng ngoài vòng danh lợi. Khi bác mất đấy, Trung ương mời đồng chí Vũ Kỳ đến, bởi vì biết đồng chí Vũ Kỳ là giữ di chúc mà, đến để báo cáo trước Trung ương về bản di chúc này, để Trung ương thảo luận đọc đoạn nào, chưa đọc đoạn nào. Vì đây là điều rất hệ trọng, chiến tranh đang diễn ra biến như thế. Hai nữa, đồng chí Vũ Kỳ cũng nhân tiện báo cáo xin phép Trung ương để gửi lại Trung ương cái túi tiền tiết kiệm còn lại của bác. Bác cũng có lương của chủ tịch đảng, chủ tịch nước, nhưng thời bao cấp nó có đáng là bao đâu các đồng chí. Mà bác cho hết. Trên một đời 6 thập niên làm cách mạng, bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là tiêu pha cho bác, thanh toán sòng phẳng hết, đừng sót một khoản nào. Mua cái phát trần trải bụi này, bác bảo thanh toán tiền. Thế cơ mà. Thế là mà cho đồng bào chiến sĩ, chúc thọ các cụ phụ lão tao cao tuổi, các bà mẹ sinh 3 sinh 4, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng, bộ đội công an chiến sĩ có còn gì nữa đâu. Cả một đời đổ cái túi tiền xuống còn được có mấy đồng bạc. Bác dặn là may cho bác một cái túi đựng tiền thừa vào đấy, cần gì bác sẽ bảo. Mấy tháng tiền lương của bác không đủ mua nước giải khát, nước ngọt cho các chú bộ đội trực chiến phòng không, các cái trạm pháo cao xạ thời chống Mỹ đâu các đồng chí. Cái sự kiện này cảm động lắm. Bác đến thăm đơn vị pháo cao xạ, bác đội cái mũ sắt vào đầu, nó nóng như một cái chảo rang. Mà bác nhìn xung quanh không có một chai nước ngọt nào, bác buồn lắm. Bác phê bình Bộ Quốc phòng, bác bảo ông Vũ Kỳ là chú về lấy túi tiền tiết kiệm bác gửi chú ra đây. Thế bảo bác cần gì để cháu đi mua, bảo không bác có mua gì đâu, cứ về lấy cho bác. Thế là về lấy cho bác, bác bảo đếm cho bác được bao nhiêu tiền. Bác hỏi là bao nhiêu tiền một chai nước ngọt mua bằng hết
và gửi ra cho các chú bộ đội. Đấy, tiền lương của bác cuối cùng cả một cuộc đời không gia đình, không vợ con, không tài sản, nhà cửa cũng không có. Cái nhà sàn bây giờ chính gọi là nhà công vụ đấy chứ, có phải của bác đâu. Bây giờ thành bảo tàng lịch sử, không một chút gì riêng tư cả, dâng hiến tất cả cho đời, cho dân, cho nước. Chỉ có một chút một tấm lòng cao thượng, một bản di chúc 1000 từ để lại mà thôi. Là như vậy. Thế thời bác chỉ có cái túi vải, nó có cái giải rút kéo lên thế này để đựng tiền tiết kiệm, chứ làm gì có tài khoản như chúng ta bây giờ, làm gì có dùng ví da sang trọng như chúng ta bây giờ đâu. May cái túi vải cho bác, đựng tiền cho bác. Đấy. Đặc biệt nữa, chúng ta đừng quên một cái chi tiết này cũng thành huyền thoại đấy. Tại sao một người như vậy, vĩ đại như thế, cao thượng như vậy, mà đến lúc ra đi kết thúc cuộc đời, trên ngực áo của bác trống không, không một tấm huân chương. Huân chương Lenin bác cũng từ chối. Huân chương sao vàng cao nhất của nước ta, quốc hội tặng bác cảm ơn. Bác bảo tấm huân chương cao quý này chỉ nên tặng một người thôi. Và bác giới thiệu bác Tôn Đức Thắng yêu quý của chúng ta, An Giang nữa, người miền Nam, mà sau này thay bác làm chủ tịch nước đấy. Bác Tôn là hình ảnh tốt đẹp của bác Hồ đấy, rất giống bác Hồ về phong cách giản dị, khiêm nhường đấy các đồng chí. Bác bảo là còn với bác vĩ đại như vậy mà bác nói là bác chưa xứng đáng đâu. Bác chịu trách nhiệm với phong trào cách mạng miền Nam, đồng bào miền Nam chưa được giải phóng, bác ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên đợi miền Nam giải phóng đã, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Rồi bác có kịp nhận đâu, bác ra đi thì trên ngực áo là không một tấm huân chương. Nhưng mà ngược lại này, tại sao cái khoang ngực của bác trên áo này, áo bác mặc lần cuối cùng trong đời trước khi mất ấy, là một chiếc áo trắng vải thô dệt thủ công, mà đằng sau lưng còn có vết máu mổ, ca mổ của bác tuổi cao sức yếu không chịu đựng được. Tại sao lại trên ngực áo này đẫm nước các đồng chí? Đấy là nước mắt ấy. Nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau hồi sức cấp cứu cho bác mà tim bác không đập lại. Ai cũng giàn giụa nước mắt khóc, nhỏ nước mắt xuống ngực áo bác, chỉ cầu mong được chết thay cho bác thôi, để bác sống lại mà không được. Thì đấy là nước mắt của các thầy thuốc. Còn trên gối nằm của bác, hai bên diềm gối tại sao cũng ướt? Nước mắt của bác chảy xuống, bác khóc nhiều lắm những năm cuối đời, những ngày tháng cuối cùng. Nhất là khi mà được tin nó sẽ ném bom miền Bắc mà không còn một đoạn đê nào, thì phương án xấu nhất ấy, như đồng chí Lê Duẩn thông báo với bác, là có thể mất Hà Nội. Tức là chìm trong biển nước. Mà lòng dân và lòng đảng như lửa đốt, chỉ cầu mong cho bác bình yên. Mà bác đang ốm nặng như vậy, cho nên thiết tha đề nghị bác rời Hà Nội, đưa bác về một cái vùng mà chắc trong này các đồng chí đã đến rồi đấy. Bây giờ ta gọi là cái vùng Đá Trông ấy các đồng chí. Đá Trông K9 là nơi mà gìn giữ thi hài bác những năm chiến tranh đấy. Bác về đấy cho nó cao giáo yên tĩnh, để bác dưỡng bệnh cho lòng đảng, lòng dân yên tâm. Bác, đồng chí Lê Duẩn thiết tha đề nghị như vậy, thay mặt Trung ương. Bác khóc, bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Bác không thể bỏ dân mà đi được. Đấy là một trong những câu nói cuối cùng của bác đấy. Không thể bỏ dân mà đi được. Mà dân ở đây là cả dân tộc Việt Nam, người Kinh cũng như người dân tộc. Mà dân tộc Việt Nam ấy, thì miền Nam có thể nói đau đáu trong tim bác, đi trước về sau, thành đồng của Tổ quốc, là nơi bác thương nhất. Bác có lần giải thích là bác không lấy vợ cũng chỉ vì đồng bào miền Nam thôi. Bác không nỡ, bác không hưởng niềm vui riêng khi đồng bào còn đang đầu rơi máu chảy như vậy, xót xa cho bác như thế. Thế thì bác ở lại, bác không đi. Đấy. Đặc biệt nữa là trên gối nằm của bác mà ướt nước đấy, là bởi vì bác nghĩ đến đồng bào. Tại
tại sao lúc tỉnh lúc mê, mà lúc tỉnh dậy thì câu đầu tiên là hỏi về miền Nam. Miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Trên trong phòng bệnh của bác mà còn treo cả bản đồ chiến sự, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đấy, bao giờ cũng có người túc trực để báo với bác tin chiến thắng. Hôm bác hỏi câu đó là đang thắng ở Đồng Xoài, Bình Giã. Câu hỏi tiếp theo là đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Dân đây tức là nông dân. Và câu cuối cùng bác dành cho các cháu: sắp đến ngày khai giảng rồi, tháng 9 mùa thu mà, các chú chuẩn bị trường sở sách bút cho các cháu đến đâu rồi? Thế là quên nỗi mình đau để nhớ chung là thế đấy. Lời di chúc gửi êm bên gối, quên nỗi mình đau để nhớ chung. Thủ tướng Phạm Văn Đồng có kể chúng ta nghe là những lúc mà tim bác đau dữ dội, cái điện tâm đồ phóng chiếu lên, nó lên như làn sóng thế này, là đau đớn nhất, thì má bác đỏ bừng như chảy máu, những lần hết các tia máu lên, mạch máu ở cổ thì giãn hết rồi. Tay bác nắm thật chặt để không có tiếng rên, để chúng ta không xót xa thôi. Là như vậy. Thì bác hỏi như vậy, tức là bác dành tất cả tình thương cho chúng ta. Mà trong di chúc đấy, có thể nói là 1.000 từ thôi, mà nhắc không thiếu một đối tượng nào. Đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là trong trái tim mênh mông của bác có chỗ chứa cho tất cả mọi người. Ai đau khổ thiệt thòi nhất là bác thương nhất, ở đây chính là nông dân. Trên miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho bà con nông dân, để bà con hì hả mát dạ mát lòng, yên tâm phấn khởi sản xuất cơ mà. Trong con người bác có một phần của Nguyễn Trãi đấy, có cả tâm hồn của Nguyễn Du nữa, kết tinh tất cả những sự tinh túy của dân tộc và nhân loại là thế. Cho nên nói về cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh, ta chỉ vắn tắt một đôi điều thế này, chứ còn không bao giờ kể hết được. Riêng cái tên của bác ấy, ai cũng biết bác là Nguyễn Ái Quốc. Đây cũng là một cái tên rất tượng trưng, người thanh niên họ Nguyễn yêu nước. Vậy mà khi là chủ tịch nước rồi, bác lại ghi thêm một tên là Ái Dân, Nguyễn Ái Dân. Ái Quốc thì ai cũng biết vì rất nổi tiếng, nhưng mà Ái Dân thì không phải ai cũng biết đâu. Bởi vì bác lại gửi thư cho ngành y tế, đồng chí nào làm ngành y, là thầy thuốc, là bác sĩ thì rất hiểu cái xuất xứ này. Bác gửi thư cho ngành y, bác đề là y đức là hàng đầu, lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền, phải chăm sóc bệnh nhân, nhất là bà mẹ trẻ em, như người thân ruột thịt của mình. Bác không ký tên là Hồ Chí Minh, chứ không ai biết. Bác cũng không ký là bác Hồ thân thuộc như chúng ta đã biết. Bác ký là Ái Dân, mà đăng trên báo Đảng. Ta cứ đinh ninh chắc đây là một vị quan chức cao cấp, thế kiểu Bộ trưởng Y tế đấy, huấn thị cho cán bộ nhân viên của mình, có ngờ đâu chính là bác đấy. Thế là bác là Ái Quốc, bác lại là Ái Dân nữa. Ái Quốc thì Ái Dân, mà Ái Dân là Ái Quốc. Ta vừa kỷ niệm 68 năm cái văn kiện lịch sử bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 48 đấy các đồng chí, ta vừa mới kỷ niệm xong. Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, ai thi đua là người yêu nước nhất. Đồng chí nào phụ trách công tác đoàn thể nhé, nhất là công tác thi đua khen thưởng đấy, thì có cái cẩm nang để mà thực hành như này. Bác nói là thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Phải gieo trồng tốt, gặt hái mới tốt được. Khen thưởng phải đúng thì mới có tác dụng. Đấy, câu này là câu cẩm nang cho tất cả những người phụ trách thi đua khen thưởng các đồng chí. Nhân đây, tôi kể các đồng chí cái chi tiết này. Năm 1948, có nhiều sự kiện quan trọng trong đời bác lắm. Mà đời bác chính là cuộc đời của dân tộc chúng ta. Thời kỳ bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, chuẩn bị cho tổng tiến công Điện Biên Phủ đấy. Năm 48 ít nhất có 3 sự kiện này các đồng chí này. Một là bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, như tôi vừa nói. Mà bác lại chọn ông Hoàng Đạo Thúy, một nhà văn hóa nổi tiếng, để chỉ đạo phong trào này, thực hiện tư tưởng của bác. Ông Hoàng Đạo Thúy được mời bác mời đến, rất là xúc động, được bác tin cậy giao việc lớn mà xúc động lắm. Nhưng mà rất lo lắng không biết làm thế nào, mới lại hỏi bác một câu: thưa bác,
bây giờ nên bắt đầu từ đâu? Câu hỏi cũng rất là chân thành thôi, không biết thì hỏi, thưa bác nên bắt đầu từ đâu, tức là chỉ đạo phong trào này. Bác cười, bác bảo bác có tin chú, chọn chú để chỉ đạo thì chú phải nghĩ chứ, lại hỏi bác. Thế là lúng túng không biết làm thế nào, cứ nhìn bác, mà bác rất thương cán bộ. Bác tự nhiên bác lại rút ra cái quạt giấy các anh chị, bác đưa cho, bác bảo bác tặng chú cái quạt. Thế là hai tay nâng niu cái quạt của bác mà cũng chưa hiểu ý tứ bác thế nào cả. Bác nhìn bác bảo là chú mở quạt ra. Thế là mở cái quạt giấy ra, nó xòe nan quạt thế này. Bác bảo chú quạt đi. Thế là cứ quạt phe phẩy thế này, vừa quạt vừa nhìn bác, còn chưa hiểu ý bác thế nào cả. Bác bảo quạt mạnh lên. Thế là quạt thật mạnh lên cho bác. Lúc bây giờ bác mới nói, bác bảo vậy chú hãy quạt gió cho phong trào lên. Đấy, bắt đầu từ đấy đấy, bắt đầu từ tuyên truyền, giáo dục và cổ động. Cho nên đồng chí nào làm công tác tuyên giáo đấy là được bác rất chú trọng nhé. Tuyên giáo là một trong những cái công việc nghề nghiệp bác xếp vào loại đáng tiêu tiền nhất. Đấy các đồng chí, không sợ tốn kém đâu. Bác bảo là việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu một xu cũng không chi. Mà tuyên truyền vận động quần chúng lòng yêu nước thành động lực của cách mạng, thành sức mạnh vật chất, thì đó là việc đáng tiêu. Có điều là đừng có lãng phí thôi, và đừng phải công khai minh bạch thôi, chứ còn đáng tiêu lắm. Bác nói như thế đấy các đồng chí nhé. Thì đấy là việc thứ nhất, việc ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Việc thứ hai này, cũng năm 48 bác gửi thư cho công an, và bây giờ 6 lời bác dạy công an đã đi vào lịch sử. Không chỉ riêng dạy công an mà là dạy chung cho toàn đảng, toàn dân chúng ta. Nhưng mà công an là nòng cốt. Bác đưa ra cả một triết lý là công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ cơ mà các đồng chí. Đấy. 6 lời dạy đó mẫu mực lắm các đồng chí. Thời gian càng lùi xa càng thấy sâu sắc. Trí tuệ của bác có thể nói là vô cùng biện chứng. Bác trình bày dưới dạng các mối quan hệ nhé. 6 lời dạy là 6 mối quan hệ. Với tự mình phải cần kiệm liêm chính, với công việc phải tận tụy, với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đồng sự tức là đồng nghiệp, với dân chúng phải kính trọng lễ phép, với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo. 6 lời dạy là 6 yêu cầu, 6 nhiệm vụ và 6 chuẩn mực. Các đồng chí đều thấy treo ở tất cả các công sở, công an, các phòng làm việc, phải thuộc lòng. Đấy là một triết lý hành động mà của tất cả, nhưng mà công an là nòng cốt. Tại sao bác lại không dùng là đảng, bác dùng là với chính phủ phải tuyệt đối trung thành? Và năm 48, các đồng chí nhớ lại cái sự kiện này nhé. Nhất là đồng chí nào dạy về lịch sử đảng này, dạy về Bác Hồ này, cái tư tưởng Bác Hồ này. Bởi vì năm 45, 30 tháng 11 năm 45, vừa mới tuyên ngôn độc lập xong, bác và Trung ương quyết định tuyên bố giải tán đảng. Đây là giải tán sách lược đấy các anh chị nhé. Tức là rút lui đảng vào bí mật, đến tận năm 51 mới ra công khai, để giữ gìn lực lượng trong khi tương quan nó còn đang bất lợi cho chúng ta. Cho nên đấy là một chủ trương táo bạo và sáng suốt. Đã tuyên bố giải tán đảng thì trong nội bộ đảng vẫn hiểu là đảng, nhưng mà trong dân chúng thì không hiểu là đảng nữa, mà là đoàn thể như kiểu Việt Minh ấy. Đấy. Thế thì ở đây đảng đã hóa thân vào nhà nước, tức là chính phủ. Cho nên bác dùng là với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, tức là đã bao hàm cả đảng trong cái bối cảnh lịch sử đặc biệt đó. Đấy. Chúng ta lưu ý chỗ đó nhé. Mà Đại hội 12 vừa rồi này, trong cái mục nói về đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới thể chế, đổi mới bộ máy đấy, cũng trở lại cái tư tưởng này đấy. Tư tưởng tinh giản bộ máy, làm sao cho đảng và nhà nước trùng lập nhau thì phải hợp nhất nó lại. Chính là tư tưởng này thì các đồng chí. Đấy là sự kiện thứ hai nhé. Sự kiện thứ ba rất cảm động. Năm 1948 là năm bác quyết định phong hàm tướng, mà đại tướng cao nhất, duy nhất cho một người, đó là đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc bây giờ có 37 tuổi, mà đến đại tướng khi
khi về với bác 103 tuổi vẫn chỉ mang lon đại tướng vì không còn lon nào cao hơn nữa. Có một lần phong thẳng từ chỉ huy du kích lên thẳng đại tướng năm 48 để chuẩn bị cho năm 54 Điện Biên Phủ. Thế lúc bây giờ thì là các nhà báo nước ngoài nó cứ phỏng vấn bác dồn dập, mà câu hỏi nào cũng có ẩn ý cả, ý là nó chê bai chúng ta là chiến tranh du kích mà chưa có hải lục không quân mà ông tướng mới tá kiểu như vậy, đầu óc tư sản bao giờ nó cũng trịch thượng như thế. Bác ở nước ngoài 30 năm bác không lạ gì. Họ hỏi bác là chủ tịch có thể vui lòng cho biết nguyên tắc phong tướng cho ông Giáp của chủ tịch là gì được không? Bác biết ngay mà. Bác trả lời ung dung thế này này: nguyên tắc của tôi dĩ nhiên là có, rất đơn giản và dễ áp dụng. Thắng tướng phong tướng, thắng tá phong tá, có thế thôi. Thế là tôi ở chế trên anh chứ tôi chủ động cơ mà. Anh không thể nào có thể khinh bỉ gì cả. Tôi thắng anh nhưng mà tôi khiêm tốn là bằng ngang cấp thôi. Bác giải thích là ông Giáp phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng. Tôi phong có một lần thôi, cho nên phải phong hàm cao nhất là đại tướng. Hay là hết chuyện, rất là minh bạch mà lại chủ động. Bác biết thừa là cái câu hỏi này ngầm ý xỏ xiên, cho nên bác nói thẳng. Bác bảo các ngài thừa biết rằng chúng tôi đang làm chiến tranh du kích, cho nên cách phong tướng của tôi cũng là phong theo kiểu du kích mà thôi. Thế thôi mà, rất là ung dung. Đấy là bản lĩnh văn hóa đấy các đồng chí nhé, văn hóa chính trị đấy. Và bác giải thích cái cách du kích là thế này này: đã đánh thắng đại tướng thì ông Giáp dĩ nhiên phải là đại tướng. Lý sự của nó là có thế thôi mà. Đấy, ta xem rất là sâu sắc mà lại hóm hình đấy. Và các đồng chí cũng biết thêm một chi tiết này này: đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ là người duy đầu tiên cở nước ta được phong hàm đại tướng cao nhất, chứ lại không phải là người đầu tiên được phong hàm sĩ quan đâu. Đây là phong cao nhất thôi, chứ còn người đầu tiên phong sĩ quan lại là người khác. Các đồng chí, đó là ai? Đó chính là cận vệ của bác trong chuyến tháp tùng bác đi sang Pháp năm 46 để hội đàm, để cứu vãn nền hòa bình mỏng manh đang tan vỡ, mà bác đi với tư cách là nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước Việt Nam chính thức, mà đi là thượng khách của chính phủ Pháp. Chuyến đi rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm trong tình thế đó, mà bác vẫn tự tin thanh thản đi và mang theo cận vệ. Thế nhưng mà có một cái điều lạ là vì chúng ta mới giành được độc lập, chính thể mới ra đời, chưa được hiện đại, mới bắt đầu cả thôi mà. Bộ Ngoại giao báo cho bác là bác đi nước ngoài lại là nguyên thủ quốc gia thì phải có cận vệ, mà cận vệ thì phải có hàm sĩ quan. Cận vệ của bác lúc đó là đồng chí Vũ Đình Huỳnh. Thế bác mới hỏi là thế hàm sĩ quan của cận vệ cho tổng thống hay cho chủ tịch nước thì là cái hàm gì? Thế là Bộ Ngoại giao trả lời bác là thưa bác, ít nhất cũng là đại tá. Ít nhất cũng đại tá. Nó có lon đại tá, có gù vàng thế này này. Bác cười, bác bảo có gì đâu. Chú Huỳnh từ giờ phút này là đại tá của bác. Bác phong luôn mà các đồng chí, có cái gì đâu. Ung dung chủ động, không câu nệ, không công thức, gạt bỏ hết mọi cái ràng buộc hình thức, cốt được việc. Đấy, chú Huỳnh từ giờ phút này là đại tá của bác nhé. Thế đây là người đầu tiên được phong hàm đại tá, hàm sĩ quan. Còn người đầu tiên là đại tướng là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Đời bác chỉ hai lần phong đại tướng, một lần duy nhất cho hai người đặc biệt. Một là đại tướng Võ Nguyên Giáp, và sau đó trong thời kỳ chống Mỹ là đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Chỉ tiếc là đại tướng Nguyễn Chí Thanh sống ngắn quá, 53 tuổi đã qua đời. Bác đau đớn lắm. Bác nói bác khóc, bác ký lệnh tặng huân chương, truy tặng huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất, duy nhất có một lần hạng nhất thôi, còn sau đó không xếp hạng nữa, dành riêng cho đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Tài đức vẹn toàn, có 53 tuổi, bác khóc ròng rã. Bác bảo bác mất một nửa sự sống rồi. Đấy, là thế đấy các đồng chí. Ở Việt Nam lại có một người này mà chắc trong này các đồng chí cũng quen, cũng biết đấy, vì nó có liên quan đến cái Hiệp định Geneva. Có một ông mà suốt đời chỉ hàm đại tá, không lên tướng được. Ông Hà Văn Lâu các đồng chí, trưởng phái đoàn quân sự của Việt Nam trong Hiệp định 4 bên về Geneva.
Ta cứ tưởng là 2 năm thì phải tổng tuyển cử thống nhất, nhưng mà chữ ký chưa giáo mực, kẻ thù nó đã phản bội, cho nên kéo dài suốt 21 năm, 1 phần 5 thế kỷ. Đại tá Hà Văn Lâu suốt đời chỉ hàm đó thôi, không có băn khoăn gì về thiệt thòi của cá nhân đâu, nhưng mà cũng lo lắng cho sự nghiệp chung. Thế có một lần hỏi bác là: thưa bác, tình hình này thì bao giờ mới thắng lợi được hả bác, mới thành công được? Bác cười, bác bảo: tên chú là Lâu mà. Bác rất là hóm hình các đồng chí. Các đồng chí cố học bằng được bác cái sự thâm thúy nhé. Nhất là đồng chí nào là nhà giáo, ở đây có các thầy các cô ở trường chính trị này. Đấy là văn hóa đấy các đồng chí, sâu sắc dù chỉ một chữ thôi. Ai lại vào hội nghị thế là mọi người yêu quý bác lắm, cứ hỏi bác là: thưa bác, dạo này sức khỏe của bác thế nào, bác có được khỏe không? Câu hỏi là như vậy. Bác đọc to cho cả hội nghị nghe cái câu hỏi này rồi bác mới trả lời, ai cũng buồn cười. Bác bảo: muốn biết bác khỏe không, hãy cứ nhìn bác thì biết. Thế là đấy là câu trả lời đấy. Lại hỏi bác một câu là: thưa bác, mỗi bữa bác ăn được mấy bát, chăm so sức khỏe của bác không? Bác trả lời là: có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, có thế thôi. Thế là câu trả lời. Đấy là hội nghị tư pháp trong kháng chiến đấy. Thế lại một câu hỏi nữa rất là thân mật, tình cảm như con hỏi cha vậy: bác ơi, hàng ngày bác ăn cơm ở đâu? Ý bác là ở cơ quan, ở nhà bác, hay ở nhà dân, hay ở hội nghị mà. Ai cũng nghĩ bác trả lời như thế chứ gì nữa. Bác trả lời mà không ai ngờ các đồng chí nhé. Đồng chí nào quê ở xứ Nghệ của bác thì biết ngay cái chữ thâm thúy của bác này. Bác trả lời là: bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa. Ta xem, lãnh tụ đấy các đồng chí, không có một khoảng cách nào với dân chúng, với chiến sĩ cả. Thân mật gần gũi nhưng ấn tượng sâu sắc lắm. Mà cái đó là tư tưởng cả đấy các đồng chí nhé. Hình thức thì là chữ nghĩa, bên trong sâu sắc là tư tưởng, là đạo lý cả đấy chứ. Bác đi chiến dịch, bác ghé vào thăm một trung đoàn. Thế là trung đoàn trưởng ra mời bác vào nói chuyện với chiến sĩ. Bác bảo: các chú có khỏe không? Chú nào có thắc mắc gì cứ hỏi bác trả lời, mỗi chú hỏi một câu thôi. Thế một chiến sĩ rất là hồn nhiên, mà các đồng chí nhớ là thời chiến tranh mà, kháng chiến mà, có khi đi bộ đội làm cách mạng mà còn mù chữ, đã học hành gì đâu, cho nên tri thức nó có hạn chế. Một chiến sĩ rất trẻ lại hồn nhiên hỏi bác một câu mà thủ trưởng giật mình, không chữa được vì nó đã xảy ra mất rồi, lỡ mất rồi. Hỏi bác là: thưa bác, cháu chẳng hiểu cái nước Sài Gòn nó ở chỗ nào bác ạ. Bác cũng ngạc nhiên không ngờ trình độ thấp thế, nhưng bác trấn tĩnh ngay, bác rất hay, bác rất giỏi ở cái kiềm chế để không nặng lời này. Bác biết bác thương lắm, thế là thấp quá. Bác bảo: ngồi cả xuống đây với bác, chú đi lấy cho bác cái que tre, bác vẽ bản đồ Việt Nam trên mặt đất này. Bác giảng cho đây là miền Bắc, miền Trung, miền Nam này, đây là Hà Nội, đây là Huế, đây là Sài Gòn này. Sài Gòn nằm ở miền Nam nước mình, chứ có phải nước Sài Gòn đâu chú. Các chú đã hiểu chưa? Ân cần như vậy. Thế là thủ trưởng mới tiễn bác lên ngựa để về chỗ cơ quan của bác ở Trung ương ấy, trong rừng núi kháng chiến. Trên đường đi bác hỏi là: chú tên gì? Hỏi ông chỉ huy đấy. Bảo: thưa bác, cháu tên là Hiểu. Bác cười, bác bảo: chú là Hiểu mà lính của chú ít hiểu quá. Đấy, ta xem, phê bình rất nhẹ nhõm mà lại thấm thía sâu sắc. Đấy là cả một triết lý đấy các đồng chí. Trong phần đầu chúng ta đã giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai để nói một đôi điều về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, mà nó gắn liền mật thiết với nhau như một chỉnh thể. Cuộc đời của Bác Hồ của chúng ta đấy có thể nói là được đánh dấu bằng mấy cái sự kiện nổi bật như thế này. Các đồng chí biết là vào năm 1920, tức là lúc Bác của chúng ta tròn 30 tuổi, thì Bác đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Đúng hơn là đồng sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp cùng với các đồng chí Cộng sản Pháp đấy. Cái sự kiện này rất là nổi bật bởi vì Bác ra đi tìm đường cứu nước trong cái hoàn cảnh đất nước còn nô lệ tăm tối như vậy, mất độc lập chủ quyền. Thời bấy giờ cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới cũng không có đâu. Vậy mà cuối cùng cái cuộc đi lịch sử của Bác sang Châu Âu, sang phương Tây và đến Pháp đấy,
đến tận xào huyệt của kẻ thù để nghiên cứu về bản chất của nó và tìm ra con đường giải phóng dân tộc chống lại thực dân, mà lại trở thành người sáng lập ra Đảng Cộng sản ở chính quốc, thì đây là một cái sự kiện hy hữu của lịch sử, có thể nói là có một không hai. Ở tầm vĩ nhân, các đồng chí nhớ là Marx và Engels khi viết tuyên ngôn Đảng Cộng sản từ năm 1848 đấy, thành cái cương lĩnh chính trị đầu tiên của phong trào công nhân thế giới, thì Marx Engels cũng 30 tuổi. Marx là tròn 30 tuổi, Engels có 28 tuổi thôi. Còn 30 tuổi thì Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Rồi 10 năm sau, năm 1930, lúc Bác 40 tuổi, Bác sáng lập ra Đảng ta. Cho nên nếu nói về thẻ Đảng, các đồng chí, Bác của chúng ta là có hai tấm thẻ Đảng. Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp do chính Bác đồng sáng lập, và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do chính Bác sáng lập. Còn đứng về phương diện nhà nước, về chính thể, thì Bác là người khai sinh ra chế độ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Cho nên Quốc hội đã tôn vinh Bác là người công dân số 1 là vì vậy. Một cái sự kiện nữa liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tức là trong di chúc Bác khẳng định là chúng ta đánh thắng hai đế quốc to, tức là thực dân Pháp là chủ nghĩa thực dân cũ, và thực dân đế quốc Mỹ là chủ nghĩa thực dân mới. Mà Bác dù không trực tiếp được chứng kiến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhưng niềm tin của Bác với cách mạng thì không bao giờ suy chuyển. Bác viết là đế quốc Mỹ nhất định thua, cách mạng Việt Nam nhất định thắng, đó là một điều chắc chắn cơ mà. Là như vậy, Bác tin tưởng là như vậy, và sự thật cũng là như vậy. Nhưng Bác hình dung đây sẽ là một cuộc đi rất lâu dài trong lịch sử. Trên thế giới không có dân tộc nào như Việt Nam mà 30 năm chiến tranh giải phóng, tính từ 45 đến 75 là 30 năm. Mùng 2 tháng 9 năm 45 thì mới có tuyên ngôn độc lập, mà 23 tháng 9 thì Nam Bộ đã bắt đầu kháng chiến rồi. Cho nên đúng là 30 năm. Còn nếu tính từ khi có Hiệp định Geneva năm 54 đấy, đến khi giải phóng miền Nam là 21 năm. Cho nên các đồng chí nhớ là Bác có một bức thư rất cảm động gửi cho đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc trong cái chuyến đầu tiên mà cập bến ở Sầm Sơn, Thanh Hóa đấy. Trong bức thư này, Bác linh cảm thấy một điều là đến khi cách mạng toàn thắng thì Bác có thể còn sống mà cũng có thể không còn nữa. Trên Bác viết như thế này các đồng chí. Bác viết là tôi rất mừng được tin các cụ, các cô chú và các cháu đã ra đến miền Bắc an toàn. Cái thời kỳ tập kết đấy các đồng chí. Chúng ta tạm xa quê hương, tức là miền Nam, nhưng lại có dịp gần Trung ương, gần chính phủ và gần đồng bào miền Bắc. Tôi mong các cụ, các cô chú và các cháu tùy sức mình tham gia vào xây dựng, kiến thiết để cách mạng mau đến ngày thắng lợi hơn. Riêng các cháu phải chịu khó học hành để rồi sau này xây dựng đất nước. Ta nhớ là ở miền Bắc đấy, thí dụ như là Hà Tây này, Hải Phòng này, là những cái địa điểm mà đặt các trường học sinh miền Nam tập kết. Mà những thế hệ ấy bây giờ đã trở thành các nhà lãnh đạo nòng cốt của Đảng và nhà nước cả, hoặc các địa phương. Bác nói là rồi đến ngày thắng lợi, rất có thể tôi sẽ cùng các cụ, các cô chú và các cháu trở lại miền Nam yêu quý của chúng ta. Bác dùng cái từ là rất có thể, tức là đầy linh cảm đấy các đồng chí. Tức là có thể còn sống mà có thể không còn sống nữa. Mà quả nhiên là lúc đó Bác đã đi xa rồi. Thế cho nên Bác dành tất cả tình cảm cho miền Nam yêu quý. Bác nói là miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi là như vậy. Hay là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Chân lý đó không bao giờ thay đổi là vì vậy. Trong cuộc đời của Bác,
xung quanh cái câu chuyện cuộc sống riêng của bác đấy, thì chúng ta cũng cần phải biết cho nó cặn kẽ đầy đủ để thấy cho hết được cái sự hy sinh cao thượng của bác. Đấy. Cái điều mà bác giải thích vì sao bác không lập gia đình, bác không có vợ con, thì bác nói rõ là đấy là vì cách mạng Việt Nam và nhất là vì đồng bào miền Nam. Đấy. Ở đây nó có liên quan đến một số câu chuyện. Các đồng chí biết là cái đồng chí lái xe cho bác từ ngày sau ngày cách mạng tháng 8 thành công đấy, vẫn còn sống đấy các đồng chí nhé. Cao tuổi lắm rồi. Mà đấy là những cái nhân chứng của lịch sử để ta hiểu biết thêm về bác đấy. Lái xe cho bác những ngày đầu sau thắng lợi cách mạng tháng 8. Thế có lần ta hỏi các đồng chí đó, bây giờ lão thành cả rồi, hỏi là thế các bác phục vụ bác Hồ lâu như vậy, có bao giờ các bác giục bác Hồ lấy vợ không? Thế bảo có chứ, dục nhiều lắm nhưng bác từ chối, bác không lấy. Bác trả lời một câu thế này các đồng chí này. Bác bảo là cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai bây giờ. Đúng là một con người các đồng chí. Đấy. Còn cái chất nhân văn, nhân bản của Hồ Chí Minh đấy có thể nói là đằm thắm và sâu sắc. Ngay sau thắng lợi cách mạng tháng 8, trong cái không khí thắng lợi như thế, mà nước Việt Nam mới ra đời như vậy, trên báo chí cách mạng cứ dồn dập đưa tin là Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Mà cái từ này bây giờ nó quá quen thuộc, cho nên nhiều khi chúng ta cũng hay nói. Bác phê bình đấy các đồng chí. Bác phê bình về cái điều đó đấy. Bác bảo các chú viết thế này là các chú làm khổ bác mất rồi. Ta có hiểu ý bác đâu. Ta chỉ nghĩ thoáng qua là chắc bác phê bình là không nghiêm túc. Vì cha già dân tộc, tức là phải từ thời Hùng Vương dựng nước hàng ngàn năm lịch sử, mà bác mới có 55 tuổi, các chú gọi bác là cha già dân tộc. Đấy. Thế thì ta phải sửa chỗ này. Bây giờ vì một cái lý do lịch sử nên ta không nói như thế nữa. Dù lòng ta kính trọng ngưỡng mộ bác vô cùng, bác phê bình mà. Nhưng ý của bác là rất thâm thúy cả. Ý bác là các chú gọi bác là cha già dân tộc thì có khác gì các chú cấm bác lấy vợ, có đúng không? Cha già dân tộc thì lấy ai được, mà ai dám lấy cha già dân tộc được, nó khó thế chứ. Ta hồn nhiên quá, đúng không? Mà bác thì sâu sắc và tinh tế vô cùng, bác phê bình. Hay là nó có một cái chuyện cảm động nữa, là cái dịp mà Tổng thống Indonesia là ông Sukarno đấy, mời bác sang thăm và để trao tặng bác bằng tiến sĩ danh dự nhé. Vì rất ngưỡng mộ trí tuệ tài năng của bác. Còn mời bác phát biểu trong cái lễ nhận bằng mà trước giới trí thức nổi tiếng, toàn các giáo sư tiến sĩ cả. Bác nói là tôi không được may mắn như các bạn, tôi không được học tập đầy đủ trong nhà trường như các bạn, nhưng tôi học ở cuộc đời, ở thực tiễn, ở lao động và đấu tranh, đã cho tôi những hiểu biết về lòng yêu nước, về cách mạng, và những tri thức mà tôi thâu lượm được từ cuộc sống là những tri thức đích thực của khoa học xã hội. Câu này rất quan trọng với các đồng chí nhé. Đấy, để ta hiểu vì sao cuộc đời bác gắn liền với thực tiễn. Từ thực tiễn mà tìm thấy lý luận, và từ thực tiễn để kiểm chứng lý luận và dự báo được tương lai. Cái thống nhất giữa lý luận với thực tiễn ấy là một đặc sắc trong tư duy và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác để lại có 3 câu nói nổi tiếng như thế này. Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành. Đấy là sự gắn kết chặt chẽ không tách rời giữa lý luận với thực tiễn, mà bác coi đó là nguyên tắc tối cao của chủ nghĩa Mác Lênin. 30 năm đổi mới của chúng ta thắng lợi được như vậy chính là từ quan điểm này. Quan điểm xuất phát từ thực tiễn để tìm thấy lý luận mới, rồi ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn để thúc đẩy phát triển. Đấy, thì đấy chính là bài học được rút ra từ cái di sản tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà tư tưởng lớn của dân tộc, của cách mạng. Hơn thế nữa, trong cuộc đời của bác đấy, khi mà bác đến thăm Indonesia, thì bác có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều đối tượng tầng lớp trí thức, nhân sĩ, thanh thiếu niên, sinh viên và đồng bào. Ai cũng quý mến bác.
coi bác như người nhà. Vợ chồng tổng thống còn thiết tha đề nghị bác kết nghĩa anh em cơ mà. Mà bác vui vẻ nhận lời. Ai cũng tưởng đấy chỉ là một cái cử chỉ chính trị thôi, nhưng mà không phải đâu. Bác rất chu đáo. Đã nhận là anh em thì đối xử thân thiết như anh em. Cho nên hàng năm dù bận trăm công nghìn việc, bác vẫn gửi thư gửi quà trong ngày sinh nhật của những người em kết nghĩa mà là tổng thống. Và có một lần thì vị tổng thống này đăng cai là nước chủ nhà về cái thế vận hội thể thao, mời Việt Nam sang tham dự và thi đấu. Việt Nam cử ông Nguyễn Vũ Luân nhé, là trưởng đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu. Trước khi lên đường có đến chào bác. Bác dặn thế này này: chú nhớ mang thư và quà của bác sang cho vợ chồng tổng thống, đã là em kết nghĩa của bác rồi, và chú là sứ giả của bác, và lãnh đạo đoàn cho thật tốt để đem được nhiều huy chương phần thưởng về cho đất nước. Để theo cái tinh thần là đạo đức trong thể thao là phải cao thượng. Bác dặn rất chu đáo. Sang đến nơi ấy, thế là chuyển thư, chuyển quà của bác, lời thăm hỏi của bác, vợ chồng tổng thống xúc động lắm. Họ dành cho đoàn Việt Nam một cái biệt đãi nhé, tức là cho ở ngay trong dinh thự lâu đài của gia đình người ta. Và ông tổng thống đích thân dẫn đoàn Việt Nam đi thăm các nơi danh lam thắng cảnh này, thế rồi là triển lãm này. Cái phòng trưng bày đồ cổ của ông ấy rất là đẹp. Ông ấy bảo với đồng chí trưởng đoàn Nguyễn Vũ Luân là bây giờ đã là anh em, ngài thích gì ngài cứ lấy, tôi biếu tặng. Thế mà thật ra đấy là một cái cử chỉ tinh tế. Biếu là biếu Bác Hồ, ông là trưởng đoàn thì mang giúp về. Nhưng mà vị trưởng đoàn nhà mình thì cứ hiểu là biếu cho chính mình, chứ ông từ chối hết, ông không lấy cái gì cả đấy. Mà ông ấy lại rất là thật thà nữa, cũng là cùng quê bác mà. Bảo thú thật với tổng thống, tôi cũng không am hiểu về nghệ thuật, tôi là chuyên môn chỉ biết thể thao thôi mà. Cho nên là chỉ xin tổng thống một bức tranh nhỏ có cái chữ ký làm kỷ niệm là quý lắm rồi. Thế là ông tổng thống làm ngay, ký tặng ngay. Nhưng mà vẫn áy náy là không có cái quà gì cho xứng đáng với Bác Hồ. Thế là lại dẫn vị trưởng đoàn nhà mình đến thăm cái phòng trưng bày đồ cổ. Ông chỉ cái bình gốm đẹp nhất, to nhất mà màu hồng, rất đẹp. Bảo ngài có thích không, tôi biếu ngài. Ông này lại lắc đầu từ chối các ông chứ. Bảo thú thật với tổng thống, tôi không am hiểu về đồ gốm, thật ra là biếu bác, không mang về. Về nước kể cho bác nghe, bác phê bình đấy. Này, ta học bác cái cách phê bình nhé, nói rất thẳng, rất thật, mà lại không ai giận bác cả, chỉ thương bác thôi. Thế và ông tổng thống cứ hỏi gọi là thế việc anh tôi đã có vợ chưa? Thì ông trưởng đoàn nhà mình trả lời là đến giờ phút này Bác Hồ của chúng tôi chưa lập gia đình riêng. Thế là vợ chồng tổng thống nói là thôi, thế là các chú không lo được vợ cho anh tôi rồi, để chúng tôi lo vậy. Thế cơ mà. Bác phải như thế nào mà người nước ngoài họ rất là yêu quý bác cơ chứ. Bác có rất nhiều bạn bè, ngay cả kẻ thù cũng phải khâm phục, không dám xúc phạm đâu. Cái đó cũng là cái giá trị văn hóa ứng xử của Hồ Chí Minh. Cái bà vợ của tổng thống là phu nhân nói là tôi sẽ đích thân lựa chọn một cô gái đẹp, hiền hậu để giới thiệu với bác. Vị trưởng đoàn là mình sợ quá không biết làm thế nào. Từ chối thì bất lịch sự, mà nhận lời thì không có thẩm quyền. Cho nên nói là tôi xin ghi nhận tấm lòng của vợ chồng tổng thống, tôi xin hứa về nước báo cáo ngay với bác để bác quyết định, còn tôi thì không dám. Thế mà nói như thế. Thế hôm chia tay, họ đưa ra một cái tác phẩm điêu khắc bằng gỗ rất đẹp để biếu bác, để cho ông trưởng đoàn mang về. Mà ông trưởng đoàn cứ ninh là biếu đoàn và biếu ông ấy. Mà nhìn nó cồng cành nặng nề thế, mà dưới con mắt của nhà thể thao thì chẳng thấy nó đẹp cái gì, chỉ thấy là một khúc gỗ đó, không am hiểu về nghệ thuật mà. Thế là cứ lưỡng lự không lấy. Trong khi đó thì ông trưởng đoàn Maroc ấy, họ rất thạo về nghệ thuật. Mà Maroc thi đấu kém quá, được thưởng mỗi cái mâm đồng rồi. Thế là họ vác cái mâm đồng ra gạ Việt Nam đổi các đồng chí. Ông này nói rất là bùi tai, ông này đổi luôn các ông chứ. Bảo tôi đổi cho ngài cái này cho nó gọn này, ngài ở xa mang về cồng cành lắm, mà nước ngài lại nóng, về nhà nó cong, nó nứt hết đấy. Nghe có lý quá, đổi luôn các ông chứ. Thế là mang được mỗi cái mâm đồng bé xíu về để biếu bác đấy, bác phê bình cho đấy. Đấy. Bác nói thế này này,
chú từ chối cái lọ gốm thì chú dốt thật. Bác nói thế mà không giận nhé, chỉ hơi buồn đấy. Mà chú không biết là đấy là đồ quý giá lắm đấy chú ạ, à, đắt lắm đấy. Hồi bác sang bác nhìn thấy rồi. Thế mà. Còn chú từ chối tác phẩm nghệ thuật mà chú miêu tả là chỉ khúc gỗ thôi thì chứng tỏ chú dốt thật mất rồi. Thế mà. Tức là buồn quá cúi cả mặt xuống. Đấy. Mà bác lại rất thương, bác lại động viên ngay. Bác nói vậy thôi chứ chú đừng giận. Bác chỉ mong chú ngày một tốt hơn, giỏi hơn thôi. Mà bác tin là chú sẽ như vậy. Chú giỏi chuyên môn là tốt nhưng chưa đủ đâu. Phải học thêm văn hóa vào mới thấu hiểu được cuộc đời. Đấy. Câu này đúng với tất cả chúng ta đấy các đồng chí nhé. Không riêng cái ông trưởng đoàn thể thao đâu. Đúng là biết chuyên môn giỏi là quý là tốt nhưng không đủ. Phải biết trải nghiệm cuộc sống. Phải có một cái phong văn hóa rộng rãi. Chuyên đảng ta nói về văn hóa trong đảng vào lúc này là rất cần thiết đấy các đồng chí nhé. Mà chúng ta lựa chọn để học cái chuyên đề này là rất có ý nghĩa. Bác bảo là phải hiểu về văn hóa cơ thì mới hiểu được con người và cuộc sống. Đấy. Chú không biết là đây là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật có 102, mồ hôi nước mắt của bao nhiêu nghệ sĩ mới làm ra được đấy. Chú không hiểu văn hóa, chú không biết đấy thôi. Đấy. Bác, hồi bác sang bác xem kỹ lắm rồi. Bác biết hết mà. Và bác còn dặn thế này nữa này. Bác phê bình chú vậy thôi. Nhưng thật ra là bác rất hài lòng về chuyến đi công tác của chú. Thế là bác lại động viên. Thế là vui vẻ lại nhìn bác mắt sáng long lanh cả. Đó. Bác bảo là chú từ chối cái lọ gốm chứng tỏ là chú không tham. Thế là bác khen cái chỗ đó là chú không tham. Nhà người ta có mỗi cái đồ đó là đắt giá nhất mà. Ông trưởng đoàn nghĩa là sung sướng quá, gật đầu lia lịa cả các đồng chí, nhận ngay là mình không tham mà. Sau này về già về hưu đấy, viết hồi ký kể rất là cảm động nhé. Bảo thật ra lúc bây giờ được bác khen thì tôi sướng quá, tôi nhận luôn thôi, chứ tôi có biết giá trị của nó thế nào đâu mà tham mà. Là như vậy các đồng chí. Cái lọ gốm ấy đấy, bác rất là tinh tế ở chỗ đó, khen chê rất là đúng mức mà luôn luôn có phần động viên trong đó. Bác lại hỏi tiếp này, thế còn việc vợ chồng tổng thống dục bác lấy vợ thì chú trả lời người ta thế nào? Thì ông trưởng đoàn Nguyễn Vũ Luân trả lời là: thưa bác, cháu có dám trả lời đâu, đấy là quyền của bác. Cháu chỉ cảm ơn và hứa là về báo cáo ngay với bác. Bây giờ bác trả lời ngay cho người ta đi. Thế bác cười, bác bảo là trước khi trả lời bác cần tham khảo ý kiến của chú đã. Tức là chú có đồng ý bác không, lấy vợ không, hay chú lại từ chối bác đây, phản đối bác đây. Vì bao nhiêu người là đã phản đối không cho bác lấy vợ mà. Khổ thế. Cứ nghĩ bác là thần thánh mà. Không có chuyện vợ con nó phàm tục lắm, kiểu như vậy. Ông trưởng đoàn trả lời thật lắm các đồng chí. Bảo thưa bác, cháu nghĩ là nhà bác neo người quá. Bác có ai đâu mà neo, các đồng chí có một thân một mình ở cái nhà sàn đó. Mà bác lại nhiều tuổi rồi, bác nên lấy vợ đi không muộn mất. Mà vợ chồng tổng thống tốt thế nên cháu cũng đồng ý. Thế là trả lời thế là rất rõ ràng nhé. Bác cười, bác bảo thế hóa ra chú đồng ý cho bác lấy vợ người nước ngoài à? Bác rất là nhanh trí, bác phát hiện ngay ra mâu thuẫn mà. Chứ ở nước ta nó có một cái chuyện rất lạ lùng này các đồng chí này. Có những người mà phản đối kiên quyết không cho bác lập gia đình. Chuyên đại tướng Võ Nguyên Giáp này, thủ tướng Phạm Văn Đồng là công phu lắm trong việc đi tìm bạn đời cho bác mà đều không thành công cả, vì cứ gặp những người phản đối mà. Đại tướng cứ nghĩ rằng là mình đặt vấn đề đó thì các tướng lĩnh dưới quyền chắc là sẽ ủng hộ. Ai ngờ là cứ dẫy nảy cả lên làm gì. Cứ nói là sao anh lại để bác lấy vợ, bác nhiều tuổi rồi không thấy được. Bác có 60 tuổi đã bảo bác nhiều tuổi rồi. Mà bác làm thơ, bác ví là 60 tuổi vẫn còn xuân tráng, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Ông Bành tổ 800 tuổi cơ mà. Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên, lại bảo bác già yếu không cho bác lấy vợ. Cái câu sau nữa này, vả lại bác là của cả dân tộc, chứ không thế được. Câu này thì rất chân thành, thương yêu bác, ngưỡng mộ bác, nhưng nghĩ rằng bác là một con người đặc biệt siêu phàm, không giống người thường chứ không lấy vợ được. Lạ thế đấy các ông chị. Sau này nghĩ ra biết rằng là không đúng thì ân hận lắm, vì bác đi mất rồi. Thế còn thủ tướng Phạm Văn Đồng mà trước khi về với bác đấy, có dặn chúng ta mấy điều rất là thiêng liêng nhé, cảm động. Một
là hàng năm phải thắp hương dỗ bác đúng 9 giờ sáng ấy, ngày giờ bác mất ấy, giờ tim bác ngừng đập ấy. Cả ngày âm lịch và dương lịch, âm lịch của bác ngày dỗ trong từng gia đình này các đồng chí này, ta là con cháu của bác mà, nhiều gia đình có bàn thờ riêng cho bác, hàng vạn vạn gia đình không thống kê hết được đâu, thì ta phải dỗ âm lịch nhé. Âm lịch ngày mất của bác là 21 tháng 7 âm lịch, nó ứng với mùng 2 tháng 9 69 dương lịch là thế. Thủ tướng còn nói tiếp một câu là không tìm được bạn đời cho bác, đó là một trong những điều ân hận lớn của tôi cơ mà. Đấy là lời thủ tướng đấy. Thì đúng là những cái chuyện đời thường là như thế. Nhưng mà ngược lại, tại sao lại có cả một hội nghị cán bộ cao cấp rất quan trọng mà lại ra nghị quyết biểu quyết 100% đề nghị bác lấy vợ cơ mà. Đồng chí nào đã từng tham gia kháng chiến thời chúng Pháp thì mới hiểu được cái điều này. Tức là trong một cái hội nghị quân đội, tướng lĩnh bàn bạc về chiến sự, thế rồi loay hoay một hồi thế nào lại bàn đến chuyện bác lập gia đình các đồng chí. Bởi vì nó có một cái lý do rất là đặc biệt. Có cái ông cố vấn Trung Quốc ấy, ông ấy rất giỏi tiếng Việt, ông ấy biết bác từ hồi ở Quảng Châu cơ, mà ông ấy rất ngưỡng mộ bác. Cho nên chúng ta nhớ là bá quyền Bắc Kinh thì luôn luôn có dã tâm xâm lược, nhưng mà người Trung Quốc ấy, từ cán bộ đảng viên và nhân dân ấy, thì cũng có người này người kia, cũng có người tốt người không tốt. Thì chúng ta phải phân biệt rõ cái chỗ này. Cái đồng chí cố vấn này là rất chân thành này. Đề nghị Việt Nam là các đồng chí phải lo lắng cuộc sống riêng cho bác, để bác một mình sống vất vả quá, bác vừa mới ốm dậy rất gầy mà, ở kháng chiến ấy. Thế thì cái lòng thành này nó đụng vào ngay trái tim của chúng ta. Ai cũng nghĩ như vậy mà chưa ai nói được. Thế là như một cái phản ứng tự nhiên, cả hội trường đứng dậy hoan hô vang dội và biểu quyết 100% đề nghị bác lấy vợ. Mà bác lại ngồi dự hội nghị đó chứ. Bác đứng lên tươi cười trả lời là: bác cảm ơn đồng chí cố vấn Trung Quốc đã có tấm lòng với bác. Bác cảm ơn các chú đã biết thương bác. Nhưng bác phải nói ngay là nghị quyết của các chú sẽ phá sản ngay lập tức. Ta cũng chưa hiểu ý bác, chỉ nghĩ thoáng qua là bác đã một lòng một dạ vì dân vì nước rồi, gác việc riêng thì đừng có giục bác nữa, cứ làm việc tốt là bác vui rồi. Thì đúng là có cái ý nghĩ đó. Nhưng mà sâu xa ra là thế này này, bác rất nhanh trí, bác quan sát rất là tinh tế, bác phát hiện ngay ra cái điều mâu thuẫn mà ta không để ý. Bác nói tiếp: các chú chủ quan lắm, trong hội trường này chỉ toàn các chú với bác thôi, toàn đàn ông với nhau cả, bác lấy ai ở đây bây giờ? Đấy, nghị quyết của các chú là thế đấy. Bác nói đùa là nếu là nghị quyết của các cô, của phụ nữ đấy, thì bác xin chấp hành ngay, còn nghị quyết của các chú thì ăn thua gì đâu. Hội phụ nữ được tin mừng quá các đồng chí. Thế là họp lên họp xuống bao nhiêu hội nghị nhé, để bàn về việc đi tìm vợ cho bác. Khổ thế chứ, mà có tìm được đâu. Chưa hỏi bác tiêu chuẩn thế nào, cảm động quá đã khóc rồi, thì không làm sao hỏi được. Thế trong hội mới nghĩ ra một cái sáng kiến, là không lẽ trong hội viên bao nhiêu vạn người lại không có cái bà nào tính đàn ông, tính cách mạnh mẽ, không có run rẩy gì. Thế là mới chọn được cái bà này cử đi, để hỏi bác cho nó ra nhẽ. Bà ấy hỏi dõng dạc lắm các đồng chí. Hỏi là đề nghị bác cho biết ngay tiêu chuẩn chọn người yêu của bác là thế nào. Thì bác cười, bác bảo các cô lại giục bác lấy vợ. Đã không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ mà các cô hỏi tiêu chuẩn thì bác nói ngay, bác không giấu. Bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Thế là mừng lắm để nghe bác nói. Bác bảo phải chọn cho bác một người thật đẹp. Chỗ này bác rất con người nhé, đã lấy vợ phải lấy người đẹp chứ các đồng chí. Chọn cho bác một người thật đẹp. Còn câu sau thì chịu chết các đồng chí, không tìm được. Bác bảo phải đẹp như tiên ấy, đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thế thì lấy đâu ra được cơm chứ? Ý bác là đưa ra một tiêu chuẩn nó không có trong thực tế, để mang ý nghĩa là một sự từ chối. Các cháu thương bác thì cứ làm việc thật tốt là bác vui. Còn bác hy sinh là việc của bác. Bác vì dân vì nước trọn đời, bác không lấy vợ đâu. Đấy, thì ta mới hiểu được nỗi lòng của bác là như thế nhé. Ở trong này các cháu gái dũng sĩ diệt Mỹ này, được ra thăm miền Bắc, xúc động lắm. Lại được bác cho vào thăm, lại bác cho ăn cơm. Hỏi bác một câu mà cháu nào hỏi cũng giống nhau nhé.
Thưa bác, chúng cháu cứ thắc mắc hoài, sao mãi đến giờ này bác không có bác gái? Bác gái tức là vợ, là phu nhân ấy. Bác cười, bác bảo đến giờ này bác chưa có bác gái, chứ không phải là bác không có bác gái. Bác chữa cho ta về tư duy nhé, diễn đạt cho nó thật chính xác. Bác trả lời vui tiếp theo là, bác không có bác gái như các cháu nói, cũng không phải lỗi của bác đâu. Đấy là khuyết điểm của hội phụ nữ các cháu đấy. Hội phụ nữ lại một lần nữa tường tận các đồng chí, lại đi tìm hội họp hội nghị để tìm vợ cho bác, không tìm được các đồng chí. Những cái chuyện này là chuyện có thật trong cuộc đời mà nó cảm động lắm. Vì không có nước nào có tình cảm mật thiết với dân, với lãnh tụ như thế đâu. Không một khoảng cách. Và điều ấy là cái gì vậy? Điều ấy chính là nó toát lên tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh. Tư tưởng của bác là tư tưởng chính trị, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là tư tưởng đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, là tư tưởng nhân văn và văn hóa vì con người, trân trọng giá trị con người. Bác dạy chúng ta là vì lợi ích 10 năm thì trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Công tác cán bộ là công việc gốc của đảng cơ mà. Cán bộ là tài sản vốn quý của dân tộc cơ mà. Bác nói câu này mà bây giờ càng nghĩ càng thấm thía này. Cán bộ tốt, cán bộ giỏi thì cách mạng thành công, như thế chúng ta có lãi. Cán bộ kém, cán bộ hư hỏng thì cách mạng gặp khó khăn và thất bại, như thế chúng ta lỗ vốn. Thế là bác xếp con người vào vấn đề nguồn vốn của xã hội đấy. Tư tưởng rất hiện đại. Ta trở lại tiếp những câu chuyện về bác. Thế lại có một lần, bác là chủ tịch đảng, bác ngồi dự một giờ giảng bài của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Kiểu như chúng ta vừa rồi đảng mở rất nhiều lớp đào tạo nguồn đấy các đồng chí, dạy những vấn đề lý luận hiện đại nhất cho cán bộ chiến lược đấy, để vào bộ máy của Trung ương đấy. Tổng Bí thư Lê Duẩn giảng bài, giảng đúng cái bài bác tâm đắc nhất là bài Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thế trong bài giảng thì đồng chí Tổng Bí thư dẫn ra một câu là thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn bể đông. Bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác biết thuận với ai ở đây bây giờ. Ta thấy, càng thấy thêm cái gọi là chất con người, chất nhân văn của Hồ Chí Minh. Bác tự giải thích là bác sẽ làm việc bằng hai người các chú ạ. À, chứ một nó lẻ loi đơn chiếc lắm. Các cháu thanh niên học bác điều gì thì tùy các cháu, nhưng đừng học bác hai điều. Một là bác hút thuốc lá, là một thói quen có thể thông cảm, nhưng bác cũng bỏ. Và bác bỏ thuốc lá đúng vào dịp viết di chúc các đồng chí nhé. Bỏ được 4 năm thì bác đi. Việc thứ hai, bác bảo là các cháu phải lấy vợ, lấy chồng, phải có gia đình riêng, không như bác được. Bác coi đấy là khuyết điểm đấy, mà là một thứ khuyết điểm cao thượng, vĩ đại của một bậc vĩ nhân. Thế thì ta mới hiểu được nỗi lòng của bác. Một cái tư tưởng nữa mà chúng ta sẽ đi sâu thêm, đó là tư tưởng dân chủ và tư tưởng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, mà bác gọi là đảng là đạo đức, là văn minh, là đảng cách mạng chân chính. Từ hồi ở Việt Bắc, bác đã viết 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính. Từng điều một rất cặn kẽ. Cái điều quan trọng nhất bác dặn chúng ta là vào đảng là để phục vụ giai cấp, nhân dân, dân tộc và nhân loại, chứ không phải để làm quan phát tài. Tức là vấn đề động cơ đấy. Thì bây giờ cái chỗ này đang rất thời sự đấy các đồng chí, đang rất thời sự trong vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là từ khi Tổng Bí thư có cái bài phát biểu quan trọng tại hội nghị dân vận vừa rồi, mà người ta bình luận là đấy là lời tuyên chiến với tội ác, với cái xấu, với chủ nghĩa cá nhân, với lợi ích nhóm đấy. Rồi sau này chúng ta sẽ học đấy. Đặc biệt nữa, bác lại dặn là phải dựa vào dân mà xây dựng đảng, chứ xây dựng đảng không phải là việc nội bộ đảng đâu. Phải lấy dân, dân xây dựng đảng, giúp cho đảng, dân kiểm tra giáo dục cán bộ cho đảng, dân uốn nắn tổ chức bộ máy cho đảng, dân đánh giá đường lối của đảng đúng hay sai cơ mà. Quan trọng đến như vậy. Mà bác sợ chúng ta hiểu không thấu, làm không đúng, bác phải kết luận là muốn cho đảng thật vững bền,
12 điều ấy chớ quên điều nào không? Mà cả 12 điều này ta đếm được đúng 456 chữ. Ngắn gọn như vậy mà nó đúc kết thành cả một chủ thuyết xây dựng đảng cầm quyền. Điều mà Đại hội 12 vừa rồi mới đặt ra để nghiên cứu đấy các đồng chí. Đặc biệt nữa, Hồ Chí Minh của chúng ta dân chủ đến mức này này, Bác dặn đi dặn lại cán bộ đảng viên là các chú phải nhớ nhé, dân chủ chứ không được quan chủ. Làm đầy tớ cách mạng của dân, đầy tớ cho dân, công bộc tận tụy của dân, chứ không được lên mặt quan cách mạng. Bây giờ chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú trọng trong cái cấp ủy, trong đội ngũ đảng viên. Nhất là gần đây xảy ra cái sự kiện gắn biển xe công và xe tư đấy các đồng chí, mà đang làm rõ vấn đề này cả về quy trình cán bộ, cả vấn đề đề bạt bổ nhiệm, lẫn vấn đề đạo đức đấy các đồng chí. Không phải chuyện nhỏ nữa đâu đấy. Thì chúng ta lưu ý cái tính thời sự chỉ dẫn trong các cái chỉ dẫn của Bác. Đặc biệt nữa, buổi sáng trong cái khu nhà sàn của Bác đi tập thể dục. Thế là chúng ta đi phục vụ cái cơ quan văn phòng trung ương đi sớm lắm, mà hồi đó toàn xe đạp cả, chứ làm gì có xe máy ô tô như bây giờ. Thế là thấy Bác, thế là mới nhảy xuống xe để chào Bác. Mấy đồng chí nữ xúc động lúng túng còn đổ cả xe, Bác lại nhấc xe cho. Bác bảo là thôi, ngày nào bác cháu chả gặp nhau ở đây, các cháu cứ đi làm, chỉ cần gật đầu với Bác, mỉm cười với Bác, gọi tên Bác cũng được, không phải xuống xe, không phải xuống xe. Bác nói thế mà. Bác nói tiếp một câu này, Bác có phải là vua đâu mà các cô, các chú cứ hạ mã thế mãi thế. Hạ mã tức là nhảy xuống xe thì cũng gọi là hạ mã mà, cảm thấy đấy. Dân chủ đến như vậy. Bác về thăm quê Bác ở Nghệ An mà trời nắng miền Trung như thế, nói chuyện với dân ở ngoài trời ở cái mô đất ấy, đời Bác khổ lắm, chưa bao giờ được hưởng sung sướng cả. Làm gì có hội trường sang trọng như thế này cho Bác nói chuyện đâu. Đồng chí bí thư tỉnh ủy thương Bác quá, sợ Bác ốm nắng như thế, mới chạy lên lấy ô che cho Bác. Lấy ô che cho Bác. Bác nói ngay, chú có đủ 1 vạn cái ô ở đây không? Ta hiểu ý Bác ấy, tức là có đủ cho dân không. Bác không phải ngoại lệ, thôi cất đi, dân chịu được Bác cũng chịu được. Ta sẽ nói nhanh để rồi kết thúc kẻo nắng. Thế mà Bác, đời Bác như thế đấy các đồng chí. Hay là cái chuyện này xảy ra ở ngay Hưng Yên đấy các đồng chí. Tôi nói ngay là các đồng chí biết Hưng Yên chứ. Ở Hưng Yên nó có cái huyện gọi là huyện Khoái Châu ấy. Hưng Yên chính là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Dù ông suốt đời gắn với miền Nam, là con của miền Nam, Hưng Yên có ngờ đâu chính là cái nôi của quê ngoại Bác đấy, ở huyện Khoái Châu. Cho nên nó có cái tác phẩm là Hưng Yên với Bác Hồ, Bác Hồ với Hưng Yên mà. Các đồng chí tìm đọc thì sẽ thấy gốc tích lai lịch quê ngoại của Bác. Chứ còn làng Hoàng Trù hay làng Chùa ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An cũng là quê ngoại, với lý do là Bác sinh ra ở đấy, mẹ Bác đẻ Bác ở đấy. Chứ còn đấy chỉ là quê ngoại từ đời thứ 10, thứ 11 trở đi thôi. Chứ còn gốc tích quê ngoại là Khoái Châu, Hưng Yên. Ở đó bây giờ có bàn thờ của bà Hoàng Thị Loan, mẹ Bác. Và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết ấy, của Trương Tấn Sang ấy, hàng năm cứ đến ngày Tết là đều về thắp hương cả đấy các đồng chí. Thế thì chính Hưng Yên này này, nó lại xảy ra cái chuyện này. Có một vị nông dân lão nông, thế là tát ao cá nhà mình, có một con cá đẹp lắm, to chưa từng thấy, mà rất lạ. Mà chuyện nông thôn thì các đồng chí không lạ gì, một loáng một cái là nó đến cả tỉnh hết ấy mà. Đấy. Ông bí thư tỉnh ủy hồi đó lại ra ngay một cái lệnh chứ, đem ngay cá về cho thường trực tỉnh ủy. Lúc bây giờ thì được chứ bây giờ thì không ai dám làm thế đâu các đồng chí nhé. Của dân chứ, đúng không? Cái ông bí thư tỉnh ủy này lại tính cách nghệ sĩ nữa, rất là hay ngẫu hứng. Ông ấy lập một đoàn cán bộ, đặc biệt là dân chính đảng, đem cá lên Hà Nội biếu Bác Hồ các đồng chí. Cá của ông lão nông đấy chứ, đúng không? Thế là cho vào một cái thuyền thúng đẹp, đầy nước, hoa sen để lên trên, để Bác phải thấy con cá tươi lội tung tăng để Bác thích. Cứ nghĩ như vậy. Bác thì rất ghét những cái trò này, những cái trò phù phiếm này, không làm sao cả. Bác rất ghét. Thế mà Ly lại mời cả cái cụ lão nông có cái con cá này đi cùng này. À, lên Hà Nội trời thì nắng, buổi trưa, nói thế nào cảnh vệ đã không cho vào.
Lúc đi thì rất hào hứng, lúc bây giờ đến nơi thì chỉ lo cá chết thôi, cơ không biết làm thế nào cả. Thế là nói cứ cặn kẽ là xin gặp bác 5 phút thôi để biếu bác con cá, để cho cụ lão nông này gặp được bác rồi về không làm phiền bác nhiều. Nhờ ông Vũ Kỳ ông giúp cho, cứ tưởng là ông giúp cho, ai ngờ ông còn nói cho thêm, ông phê bình. Ông bảo các anh không có báo trước gì cả, làm sao bác tiếp được. Hôm đó bác lại xuống địa phương nhé, bác xuống một cái làng quê ở ngoại thành Hà Nội đi thăm nông dân về buổi trưa, mà bác đã nhiều tuổi rồi. Bác cởi áo khoác, bác nghỉ trưa ngay dưới sàn nhà, tay bác cứ phe phẩy cái quạt mo cau, quạt lá cọ của bác đấy này, gọi là tài sản của bác chỉ có thế thôi đấy. Bác cứ nghe rầm rì ngoài hành lang câu chuyện là xin gặp bác 5 phút để biếu bác con cá thôi rồi về. Thế là bác dậy, bác mở cửa, ta xem bác ứng xử như thế nào nhé. Bác không hỏi chuyện ông bí thư tỉnh ủy, dù bác biết mười mươi. Người dân bác còn nhớ tên, nhớ cả ngày sinh nhật, huống hồ là bí thư tỉnh ủy là vị đứng đầu một tỉnh cơ mà. Bác biết, bác coi như không biết. Bác chỉ cầm tay cụ già thôi, sau khi bác biết nghe hết câu chuyện rồi mà. Bác bảo, cụ hút với tôi một điếu thuốc, lúc bây giờ bác chưa bỏ thuốc, sau này bác mới bỏ. Cánh già chúng ta hút thuốc để cho cánh trẻ họ bàn chuyện với nhau. Chuyện gì thì bác biết hết rồi, có mỗi con cá có cái gì đâu. Đấy. Thế là bác ân cần dắt tay cụ ra phía quầy cực ban công, hút điếu thuốc xong, bác lại dẫn cụ về đúng ngay chỗ cụ đứng. Bây giờ bác mới hỏi chuyện tất cả đoàn. Bác chỉ ra vẻ ngẫu nhiên nhưng mà thật ra là có ý lắm. Bác chỉ đúng ông bí thư tỉnh ủy, nhưng bác coi như không biết. Bác bảo chú tên gì? Thế là kể tên cho bác nghe. Bác bảo thế chú làm gì? Bảo thưa bác, cháu là bí thư tỉnh ủy. Bác cứ ra vẻ ngạc nhiên nhé, chú làm to đến thế cơ à? Thế là mọi người cứ xì xầm, biết rằng chắc có chuyện gì rồi đây. Bác mới chỉ vào bác, thế chú có biết bác là ai không? Bảo bác là bác Hồ, cả nước biết, cả thế giới biết chứ ạ. Bảo thế bác làm gì? Thưa bác là chủ tịch đảng, chủ tịch nước ạ. Bác bảo đúng, đúng như vậy. Bác nói thêm này, nhưng cũng chỉ là đầy tớ của dân thôi. Chú là bí thư tỉnh ủy mà bác cứ nghĩ chú là quan tuần phủ cơ đấy. Ngày xưa là có cái lệ là cái của ngon vật lạ mới tiến vua mà, mới cống cho vua mà. Bác có phải là vua đâu, bác là đầy tớ của dân chứ, mà chú lại làm như vậy. Đấy. Bác bảo là con cá này là của cụ, đã biếu bác có tấm lòng là tốt, bác cảm ơn nhưng bác không nhận, đưa lại cho cụ. Cụ làm cơm cho con cháu trong nhà ăn cho nó vui vẻ, mời cả bạn bè hàng xóm thì càng tốt. Bây giờ trời thì nắng, bác mời cụ và các chú ở lại nghỉ ngơi một lát, uống nước rồi về để bác làm việc. Và không bao giờ được như thế nữa. Thế là cả đoàn lại lục tục kéo về. Chỉ có mỗi cụ già là sướng nhất đấy các chị, vừa lại được con cá, lại vừa được gặp bác Hồ. Mà cái điếu thuốc bác mời đấy không hút đâu nhé, để giữ làm kỷ niệm như một thứ kỷ vật thiêng liêng vậy. Thì câu chuyện đó cũng nói rõ cái gọi là tấm lòng của bác. Bao nhiêu chuyện kể như vậy về phong cách dân chủ. Ta nhớ là bác chữa quan liêu tham nhũng rất giỏi. Một là vì bác rất kiên quyết, hai là bác rất gương mẫu. Và thời của bác đấy, quản lý thế rồi là đội ngũ cán bộ cũng nề nếp chứ không sọc sạch mới chữa được. Nhưng mà quan trọng nhất là kiên quyết và gương mẫu. Có lần bác đảo đồng chí Vũ Kỳ là thư ký của bác đấy, được gọi là tay hòm chìa khóa của bác cơ mà. Chú giữ tiền của bác, chú đi mua về đây cho bác thật nhiều bút máy, hỏi văn phòng triệu tập hội nghị bao nhiêu người, mua đủ bấy nhiêu bút cho bác bằng tiền của bác ấy, mang đến hội nghị mở sẵn nắp ra, mở ra để trên bàn, đầy ắp một cái hộp cắt tông đựng bút máy cho bác. Bác bảo kéo cái bàn chủ trì ra phía ngoài, bác đến sớm bác đợi. Toàn cán bộ chủ chốt cao cấp cả. Bác mở hội nghị để bàn về cải cách thể chế hành chính đấy, để chống quan liêu tham nhũng. Thế mà bác có một cái biệt tài là bố trí kịch bản thế nào nó xảy ra đúng như thế các đồng chí. Quả nhiên ai vào thấy bác cũng chào, ai nhìn trên bàn thấy bút cũng hỏi, trăm vị hỏi giống nhau như một, ai biếu bác mà bác lắm bút thế. Bác cười, bác bảo là bác mua bằng tiền lương của bác đấy các chú ạ. À.
chú Vũ Kỳ đi mua cho bác đấy, chứ có ai biếu đâu. Tí nữa đông đủ, bác tặng mỗi cô, mỗi chú một cái bút để mà làm việc. Bác phát bút cho từng người một, ai cũng ân cần nhận quà của bác. Các vị ngắm nghía một hồi xong, như một thói quen tự nhiên lật bút ra xem. Thì có ngờ đâu, bác đã dặn ông Vũ Kỳ bí mật khắc trước rồi. Một cái dòng chữ, bút chống quan liêu tham nhũng. Còn bác im lặng không nói câu gì, vẫn vui vẻ như không vậy. Người ta gọi Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng triết học, mà triết học của bác là thứ triết học vô ngôn, tức là không có lời, chỉ bằng cử chỉ ứng xử nó toát lên tư tưởng đấy, như thế. Mà chúng ta ngồi cạnh nhau đều có quà của bác cho, đều đọc kỹ dòng chữ trên thân bút mà cũng im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Bác cũng im lặng. Hai im lặng này rất khác nhau đấy các đồng chí. Im lặng của bác có giá trị như một lời cảnh cáo, cảnh báo, dè chừng. Còn im lặng của chúng ta là những người phải tự mình hỏi mình có mắc không? Nếu mắc phải chữa như thế nào, mà chưa mắc phải phòng chống như thế nào? Ý nghĩa của câu chuyện đó ngày hôm nay khi Đảng quyết tâm chấn chỉnh bộ máy chính là vì vậy. Chữa cho bằng được cái tham nhũng là quốc nạn. Có một hội nghị cao cấp trong quân đội để mà tiếp tục tạo động lực tinh thần cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra mặt trận, gọi là chỉnh huấn, chỉnh cán, chỉnh quân ấy. Bác chủ trì hội nghị, bác bảo là mỗi chú viết cho bác một bản kiểm thảo, tức là kiểm điểm phê bình ấy. Có tội lỗi gì phải khai ra bằng hết, không được giấu bác. Nói rõ nguyên nhân, nói rõ cách chữa, hứa với bác bao giờ chữa xong. Như thế tức là khuyết điểm cũng trở thành phổ biến đấy nhé, như kiểu nghị quyết 4 vừa rồi nêu lên đấy, trầm trọng. Tất nhiên thời đó nó không như bây giờ, có mắc thì cũng là vừa phải thôi. Thế là ai cũng nghe theo chỉ dẫn của bác, mà tấm gương của bác trong sáng như thế cho nên răm rắp thế cơ. Bác đọc không sót một bản kiểm thảo nào, lên hội trường tổng kết. Bác nói rất nghiêm là bác khen các cô các chú dũng cảm, trung thực, dám nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thế là tốt. Nhưng bây giờ theo bác phải chữa ngay, phải cả quyết chữa lỗi lầm, không thì nguy mất. Thế là cả hội trường lắng xuống vì xúc động, để cho bác lo buồn. Mà hôm đó là hôm bế mạc hội nghị, chia tay nhau, mỗi người về một nơi, cũng buồn. Các vị nam giới mới rủ nhau xuống suối tắm, kiểu như cho nó mát mẻ, nó hạ hỏa đi mà, rồi về chia tay nhau. Mà trong chiến tranh thì bom rơi đạn lạc, có khi nay sống mai đã chết rồi, chứ cũng buồn lắm. Chưa kịp tắm bác đã xuất hiện. Bác đi từ một nẻo đường mòn trên đèo cao xuống. Thế là một vị tướng trẻ mới chạy lên để hướng dẫn bác đi đường khác. Chỗ này chúng cháu đang chuẩn bị tắm. Bác cười, bác bảo không, bác chủ ý như vậy mà, cho bác xuống tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Lúc làm việc thì rất nghiêm, mà trong ứng xử thì thân tình như vậy, chứ ai cũng thương bác. Cái vị tướng trẻ đó đấy, lội qua suối đến gần chỗ bác. Bác cháu cùng tắm dưới dòng suối mà, thế là kỳ lưng cho bác các đồng chí nhé. Và nói một câu rất cảm động: bác ơi, bác gầy quá. Bác lại không trả lời gầy hay béo, bác hỏi thẳng thừng luôn: chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong. Ngày xưa tiền tài chính nó to, về sau đổi thành tiền ngân hàng nó nhỏ hơn. Ông tướng này ghé vào tai bác nói nhỏ: thưa bác, tất cả là 4 vạn. 4 vạn tức là 40.000 đấy. Nhưng mà ông ấy thanh minh là bác bảo khai thì cháu khai thôi, tính ra tiền nó là như vậy, chứ cháu có lấy đâu. Cháu có thể thề với bác là cháu không lấy một xu nào cả. Cái vị chỉ huy này người tốt lắm, chỉ lỗi về mặt quản lý thôi, chứ còn không có dính líu gì tham nhũng cả. Thế là thanh minh hết với bác. Bác nhìn thẳng vào mắt, bác bảo nhìn mắt chú, bác biết chú là người chân thực, bác tin. Nhưng chú phải nói rõ cho bác biết đầu đuôi thế nào mà lại 40.000 như thế, 4 vạn như vậy, nông nỗi nó như vậy. Thế là mới kể cho bác nghe này: thưa bác, có gì đâu, quân nhu nó cấp phát cho cháu rồi. Quân nhu tức là cán bộ hậu cần trong quân đội, ngày xưa là toàn hiện vật cảm, tiêu chuẩn cấp
tướng cấp tá thì được những cái gì, chăn màn, quần áo, giày dép, các thứ đấy, nó phát cho cháu rồi, nhưng mà chắc nó không có sổ sách, nó quên, nó tưởng chưa phát, nó lại phát nữa, thì cháu cũng cầm. Đấy, lỗi có thế đấy các vị nhé, cháu cũng cầm. Cháu cầm nhưng cháu không lấy, cháu cho chiến sĩ cấp dưới vì nó khổ quá. Thế là một người cũng rất có tấm lòng đấy chứ. Nhưng mà lỗi thì cháu nhận. Một là đã là chỉ huy đã nhận rồi mà còn nhận nữa là một lỗi. Lỗi thứ hai là bỏ qua khuyết điểm cho cấp dưới không phê bình. Cứ tình hình làm ăn thế này thì mất hết. Đấy, lỗi có thế thôi. Bác nghe xong bác bảo bác hiểu rồi. Nghe chú kể bác biết rồi. Nhưng nếu cho chú cho chiến sĩ của chú mà lòng dạ chú ngay thẳng hồn nhiên, không nghĩ ngợi gì, thì bác khen chú là có lòng nhân ái, thương người mà. Còn nếu chú nghĩ bụng, đã nghĩ bụng thì một mình chú biết thôi, bác cũng chịu. Chú nghĩ bụng là cho nó cái này, rồi sau này có điều kiện nó biếu mình cái khác tốt to hơn thì không tốt đâu. Cán bộ cao cấp mà bác còn dạy đến như thế đấy các đồng chí. Nên mới thành người, mới nên người được như chúng ta nói ngày hôm nay. Thế là cả cán bộ dưới dòng suối cứ nhìn vào bác. Lúc bây giờ bác mới trả lời gầy hay béo này. Bác chỉ vào từng người một. Chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn. Thì bác béo làm sao được. Hơn 70 năm rồi câu chuyện này vẫn còn như ngày hôm nay vậy. Để chúng ta thấy được là ảnh hưởng của bác qua các tấm gương quan trọng như thế nào. Cho nên đảng ta mới chọn là học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác là thế, ở khóa 11 đấy. Còn bây giờ, trước tình hình mới, yêu cầu mới, đảng ta có một chỉ thị mới. Đó là phải học toàn diện, học tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là tư tưởng trở thành đạo đức trở thành phong cách. Và phong cách là cái đặc sắc nhất ở Hồ Chí Minh. Phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương. Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Đã nói thì phải làm. Lời nói, việc làm đi đôi với nhau. Sinh thời, bác thấy chúng ta nói nhiều quá mà làm không được bao nhiêu. Nhất là lại còn không thống nhất giữa nói với làm, bác buồn lắm. Bác phải nói với chúng ta một câu như thế này này, không cần phải giải thích, nó đúng như lẽ phải thông thường vậy. Bác bảo các chú có biết không, tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Đến thế đấy các đồng chí. Thấm thía đến tận từng người một, không cần phải giải thích nữa. Hay là cái chuyện dân chủ là chuyện rất thời sự hiện nay mà đảng ta coi là động lực phát triển đấy gì nữa. Bác hỏi một đồng chí cán bộ cao cấp, cụ thể là nhà thơ Tô Hữu, người bác rất là yêu quý, người rất nổi tiếng, đã từng là trọng trách trong đảng. Bác hỏi là chú học nhiều, biết rộng, đi đây đi đó, chú thử nói cho bác xem chú hiểu thế nào là dân chủ. Thì nhà thơ lại tưởng bác kiểm tra về mặt lý luận, bao nhiêu chữ nghĩa sách vở là nói lưu loát với bác. Bác nghe hết, nhưng bác cứ tủm tỉm cười. Bác bảo bác chỉ cần chú nói một câu thôi, sao mà chú nói nhiều vậy. Một câu là khó lắm đấy các đồng chí nhé. Một câu nó là tinh chất cơ. Thế là không nói được. Bác bảo để bác nói vậy. Bác nói ý của bác thôi, bác không áp đặt ai cả. Bác bảo dân chủ có gì đâu mà chú cứ làm cho nó mênh mông đến thế. Dân chủ theo bác là làm sao cho dân ấy, họ mở mồm ra. Tức là họ có quyền ăn, quyền nói, quyền làm chủ, quyền giám sát, quyền lựa chọn, quyền đánh giá, họ không sợ sệt. Đấy là đích thực dân chủ, là dân chủ thực chất đấy. Thấm thía vô cùng, nó thành thứ triết lý đấy các đồng chí. Chủ nghĩa xã hội cũng vậy. Chủ nghĩa xã hội là cả một câu chuyện mênh mông về lý luận như vậy. Mà bác chỉ thâu tóm vào có 5 chữ thôi nhé. 5 chữ thôi. Cái này các đồng chí ngẫm nghĩ xem là từ thực tiễn địa phương Cà Mau này có đúng như thế không nhé. Bác bảo chủ nghĩa xã hội Việt Nam chỉ cần 5 chữ thôi. Đó là lý kết hợp với tình. Đó là triết lý hài hòa. Lý tức là lý luận nhé, chứ không phải lý sự thông thường đâu.
lý luận là quy luật, là khoa học. Tình tức là chủ nghĩa nhân văn, là giá trị con người là cao nhất. Hài hòa giữa khoa học với đạo đức sẽ dẫn đến chủ nghĩa xã hội Việt Nam mà đảng ta kết tinh bằng là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là thế đấy. Đấy chính là chân giá trị Hồ Chí Minh. Còn bao nhiêu chuyện ứng xử khác của Bác thì ta càng cảm thấy cảm động. Không bao giờ là xa lạ và là cũ kỹ cả. Nó mới mẻ, sinh động như hiện nay vậy. Có cái chuyện này các đồng chí này. Bác làm việc căng thẳng suốt ngày đêm. Mỗi một ngày chỉ có vài phút thư giãn ngắn ngủi thôi. Và Bác thường chọn cái việc là ra bờ ao, trong ao cá Bác Hồ, ở trong nhà sàn của Bác, khu di tích đấy, có cái ao cá của Bác. Bác cứ ngồi xuống đó cho cá ăn, Bác vỗ tay gọi cá về. Mà Bác mặc bộ quần áo nâu, đi đôi guốc mộc, chứ dép cao su là chỉ đi hội nghị, kể cả đi nước ngoài đấy. Trong nhà sàn là đi guốc mộc. Cái gói bỏng ngô cho cá ăn, Bác cứ tung cái này cho nó ăn. Đàn cá con trong ao Bác về rất đông, ăn thức ăn Bác cho. Nhưng mà cái con cá gáy đỏ đẹp nhất, to nhất thì nó lại không về. Nó đi đâu? Trời tối đợi mãi không thấy cá về, Bác cũng buồn. Bác hỏi ông Vũ Kỳ là: chú Kỳ, mấy ngày Bác đi công tác vắng, ở nhà có chú nào câu cá của Bác không? Thế có ai câu cá của Bác đâu. Bảo Bác là không ngại nhưng mà cũng lo. Ông phải để công hỏi hết cả cái đơn vị cảnh vệ dưới quyền của ông ấy: chúng mày có câu cá của Bác không? Và không có. Thế là yên tâm lắm. Đến an ủi Bác là: ao Bác nó rộng thế, nó không về thôi, rồi nó sẽ về, Bác đừng buồn. Thế là quả nhiên mấy hôm sau lại cho cá ăn. Bác mới chỉ vỗ tay thế này thì con cá nó đã về rồi. Con cá to nhất ấy, mà Bác thích nhất ấy. Bác nói ngay nhé, câu này dành cho thanh niên này, đồng chí nào là bí thư thanh niên thì ta lưu ý này. Bác nói là Bác đã dặn các chú rồi, Bác đi vắng phải thay Bác chăm chút nó công phu như con người vậy. Các chú cứ mải mê công việc bỏ quên nó mới lang bang như thế đấy. Con cá đã vậy, con người cũng vậy thôi, nhất là với thanh niên. Không chăm sóc giáo dục đầy đủ, nó cũng lang bang như con cá này thôi. Đấy, ta xem. Phải suy nghĩ thường trực suốt ngày đêm về chiến lược con người mới có thể bật ngay ra câu nói đó. Đấy là một lời dạy về đạo đức, nhất là với thanh niên ấy. Chăm chút cho con người, công phu tỉ mỉ như người làm vườn vậy. Mà Bác là con người rất thiết thực, không có gì phù phiếm cả. Cứ định kỳ Bác bảo tát ao, bắt cá, rồi biếu đoàn ngoại giao, biếu các cơ quan trung ương, biếu những người phục vụ, Bác rất chu đáo mà. Đấy. Thế mà Bác ra xem cơ. Hôm tát ao cân cá, cái con cá to nhất không làm sao cân được các đồng chí. Đuôi nó dài, nó cứ chạm đất, nó cứ dẫy ra hết cả, không cân được. Đang lúng túng chưa biết làm thế nào, Bác mách cho cách làm. Bác bảo có gì đâu, cân chú trước đã, rồi chú ôm chặt lấy con cá cân lại rồi trừ chú đi. Thế là ra con cá đâu có cái gì đâu. Đấy, ta xem, lãnh tụ mà am hiểu công việc nhà nông như thế đấy các đồng chí, mà thiết thực cụ thể, thì ta học Bác được bao nhiêu điều về ứng xử. Lại có một lần mà Bác đi công tác nhé, đời Bác rất nhiều chuyến đi nước ngoài không công bố đâu, nhất là khi Bác đi chữa bệnh thời kỳ chiến tranh mà. Trước khi lên đường đi công tác, Bác đã dặn đồng chí Vũ Kỳ rồi: đi với Bác chỉ có một mình chú thôi, không đăng báo, không đưa tin, không đưa tiễn, không chụp ảnh, đi với Bác thôi. Thế mà lại Bác chưa đi lên đường, sắp lên đường thì lại nhận được quà, một cái món quà rất là đặc biệt, gửi từ miền núi rừng Tây Bắc gửi xuống cơ, cả một con nai rừng rất đẹp biếu Bác. Bác mừng lắm, Bác rất yêu thiên nhiên, yêu súc vật và yêu các cháu mà. Bác bảo đem ngay vào công viên Bách Thảo, công viên đẹp nhất của Hà Nội đấy, nuôi cho Bác chu đáo bé nai này. Lớn lên nó sẽ xinh đẹp hơn, các cháu vào công viên chơi thứ bảy chủ nhật sẽ ngoan hơn, vui hơn, học hành giỏi hơn. Bác chu đáo đến thế. Nhưng mà cái ông cán bộ nhà mình mà đưa con nai về cho Bác ấy, ông có cho một câu này không? Thịt đi Bác ạ, ăn với gỏi sung ngon lắm.
bác nhăn hết cả mặt mũi lại, trán đỏ rừ hết thế này, này. Mà các nhà tâm lý nói là khi bác im lặng là bác giận lắm đấy. Quả nhiên như vậy. Ai lại lỗ mãng thế bao giờ? Bác thì tinh tế như thế. Những cái chuyện này cứ lốp bốp xảy ra thường xuyên làm bác rất buồn đấy các đồng chí. Để nói thêm cái điều là học bác là phải học nhận thức và hành động, mà luôn luôn lấy cái việc là sửa cái xấu, xây cái tốt, sửa cái cũ, đổi ra cái mới, hoàn thiện làm phương châm là thế đấy. Mà đây là cái chỗ định hướng của Đảng ta trong cái cuộc vận động sắp tới đấy, trong cái chủ trương học sắp tới đấy. Bây giờ học là học lâu dài, suốt đời, thành một nhu cầu văn hóa, chứ không phải là vận động hành chính quan liêu, thi cử, hình thức phù phiếm như trước nữa đâu. Có biết bao nhiêu chuyện về Bác Hồ cho nó đủ. Chuyện Bác Hồ đúng là dẫu trăm năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn, thì có thể nói rằng là ta còn bao nhiêu thời gian công sức để nghiên cứu tìm hiểu thêm về Bác. Bây giờ tôi chỉ nói thêm một cái chi tiết này để chúng ta cùng nhau suy ngẫm này. Bây giờ học và làm theo Bác, ta phải rất chú trọng cái thiết thực, và không bao giờ được nghĩ Bác là thần thánh cả, dù Bác vĩ đại như Đức Chúa, như thế giới ca ngợi. Thế giới họ nói là trong Hồ Chí Minh có một phẩm chất của Chúa, Đức Chúa Giêsu đấy, từ bi bác ái. Có cái tâm của nhà Phật là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Lại có trí tuệ của Mác Lênin, lại có đầu óc thiết thực của Tôn Trung Sơn, lại có tâm hồn Nguyễn Trãi, Nguyễn Du nữa. Thế là bao nhiêu điều tốt đẹp kết tinh trong Bác, thì cái sự kết tinh ấy chính là di chúc. Di chúc đúng là quốc bảo 1000 từ mà thiêng liêng hệ trọng đến như vậy. Di chúc Bác lại dặn thế này nhé: trước hết nói về Đảng, mà trong Đảng lại chọn đoàn kết là đầu tiên. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, từ trung ương tới chi bộ, như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Và công việc đầu tiên là công việc với con người, không sót một người nào, một số phận nào, ngay cả đồng bào dưới chế độ cũ. Bác dặn Đảng và chính phủ ta là tha thứ cho họ, hóa giải mâu thuẫn, đưa về với cộng đồng dân tộc để xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trên bản di chúc này là cả một cẩm nang trước mắt và lâu dài, muôn thế hệ đời sau vẫn còn có giá trị là thế. Còn khi Bác mất đi các đồng chí, nhiều điều mà bây giờ chúng ta mới được nói đấy nhé. Khi Bác mất đấy, tức là tại sao mà cái ngày mùng 1 tháng 9, hôm sau là quốc khánh mà, trưa mùng 1 tháng 9 Bác rất tỉnh các đồng chí. Nó như là cái ánh sáng cuối cùng của ngọn đèn sắp tắt ấy. Bác nhìn đằm thắm tất cả mọi người một lượt như có ý vĩnh biệt ấy. Mà Bác cứ chờ đợi, đến lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng vào thăm Bác một lúc, thì Bác vui vô cùng. Da rẻ hồng hào, đầu tóc bạc phơ, nằm trên giường nệm trắng như một ông tiên vậy. Nhưng mắt đã mờ rồi, không nhìn rõ. Ta nhớ là bắt đầu viết di chúc là đáy mắt của Bác đã mắc bệnh hiểm nghèo, chảy máu bên trong đáy mắt này. Bác sĩ Đào Xuân Trà là giám đốc bệnh viện quân đội trung ương đấy, được lệnh khẩn cấp là từ bỏ hết mọi công việc, bàn giao lại hết, về ngay nhà sàn chữa bệnh cho Bác, chữa ngày chữa đêm cho Bác. Mà cái khu ấy, những ngày Bác đau bệnh này, nó như bệnh viện dã chiến đặc biệt vậy, phải chữa bằng được cho Bác để cứu ánh sáng đôi mắt của Bác. Bệnh thường xảy ra ở các vĩ nhân. Chữa được cho Bác rồi mà bây giờ lúc sắp đi Bác lại mờ mắt. Bác cầm tay thủ tướng mà Bác không biết đâu nhé. Bác cứ gọi một câu thân mật là chú Tô đâu, chú Tô đâu. Chú Tô là bí danh của thủ tướng, người mà ở với Bác suốt 40 năm. Thế là thủ tướng bảo Bác cần dặn điều gì nữa không? Bác bảo tính cho Bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng trả lời là thưa Bác, 24 năm, năm chẵn mà, 45, 69 là 24 năm. Bác minh mẫn đến thế này này. Bác bảo hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm. Ý Bác là năm chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng.
mà bác không ra được với dân nữa, bác buồn lắm. Chú là thủ tướng phải đọc diễn văn cho vui lên, ngày lễ của dân. Đấy. Và thủ tướng cảm động lắm, không nỡ giấu bác đâu, bởi vì đã tổ chức meeting xong rồi. Năm ấy ta tổ chức meeting rất sớm, vì linh cảm cho biết là bác không qua được, cho nên nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì còn làm tang lễ cho bác, cho nên tổ chức meeting sớm hơn hơn mọi năm. Mà bác cứ đinh ninh là ngày mai mới có meeting để ra gặp dân cơ. Thế là bác nói thế này này, bác bảo là nấu cho bác một bát cháo thật đầy. Trong này chúng ta gọi là tô cháo, một bát cháo thật đầy, bác bảo nấu đặc vào, nấu kha khá vào. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để có sức. Sáng mai bác ra với đồng bào, bác nói dăm câu. Thế là bác có ý định là phải vĩnh biệt dân rồi mới đi được. Người nhận ra cả cái giờ đi của mình đến nơi rồi. Bác lại bảo là bảo cháu Oanh. Cháu Oanh là cô y tá Ngô Thị Oanh, người Vĩnh Phúc ấy, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trường y quân đội, được điều về để chăm sóc bác. Hàng ngày chỉ lấy nước, bác uống thuốc những viên thuốc cuối cùng và xoa tay cho bác này. Bàn tay của bác trước đây là mềm mại, ấm nóng bao nhiêu, bây giờ nó cứ lạnh và co quắp lại. Thơ Tô Hữu nói đấy, bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng. Bây giờ cứ lạnh dần, xoa cho bác cho nó nóng lên. Chợt nhìn xuống móng tay của bác này, đã dài. Bác nằm không làm việc được nữa, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 thì bác đi. Thế là lấy kéo cắt móng tay cho bác mà cứ xúc động giàn giụa nước mắt. Thế rồi là chạm cả vào bên trong da thịt của bác cái này, này. Bác còn cảm giác đau cơ, bác rụt tay lại cơ mà. Những chiếc móng tay trên 10 ngón tay của bác giữ đến tận bây giờ các đồng chí, để trong một phong bì trắng muốt, 47 năm rồi. Rồi lấy khăn mặt nước nóng lau mặt cho bác, chấm nước mắt ở khóe mắt của bác. Đến chòm râu của bác thì bác gửi lại chúng ta 7 sợi râu trong khăn mặt. Thế là vuốt thẳng ra keo lại. Đến bây giờ cũng 47 năm rồi, một phần thân thể bác gửi lại chúng ta đấy. Bác động viên cô cháu gái là hát cho bác nghe một bài thật vui vào, mà không hát được. Chỉ hát được cái bài là dân ca quan họ Bắc Ninh ấy, có cái câu là người ơi, người ở đừng về. Bác lại nói với các đồng chí lãnh đạo đang đứng xung quanh giường bệnh của bác một câu này mà ai cũng cảm thấy xót xa nhé. Bác bảo trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Trận này là đợt ốm này này, xem ra khó qua lắm các chú ạ. Thế là bác bình tĩnh đón cái chết đấy. Bác sẽ biết là sẽ đi. Bác dặn là tiêm thuốc trợ lực cho bác để bác có sức. Sáng mai bác ra với đồng bào, bác nhìn đồng bào dăm phút thôi. Nói thì nói dăm câu như lời vĩnh biệt, nhìn dân lần cuối thì dăm phút thôi, vì bác cứ đinh ninh là ngày mai mới tập trung dân làm meeting. Nhưng bác có ngờ đâu đã làm xong hết rồi. Trên thủ tướng không còn nỡ giấu bác nữa, vừa khóc vừa nói là thưa bác, vì bác ốm nặng quá dân rất lo, đảng cũng rất lo, không dám làm gì lớn cả. Dù năm nay năm chẵn, chỉ có một cuộc gặp gỡ nhỏ thôi đã xong rồi, chúng tôi mới vào đây thăm bác được. Bác không ngờ nó lại xảy ra cơ sự đó. Cho nên bác lặng lẽ nằm xuống, nước mắt cứ tuôn trào xuống gối. Bác nói trong nghẹn ngào là thế là cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa, có phải không? Bác minh mẫn thế đấy các anh chị. Tức là phải gặp dân đã rồi mới đi được. Bây giờ meeting xong dân giải tán rồi. Bác lại không đi ngay vào trưa ngày mùng 1 đó đâu. Cứu liên tục cho bác cả chiều và cả đêm tối hôm đó. Hôm sau mùng 2 tháng 9, tức là ngày Quốc Khánh, đúng 9 giờ thì tim bác ngừng đập. Mà tại sao trước khi ngừng đập đấy, bác lại nhìn mọi người một lần cuối cùng rất lâu như có ý vĩnh biệt, không nói được nữa. Mà bác lại nhìn vào một người, thẳng một người, đời ấy chính là ông Vũ Kỳ, được gọi là tiểu đồng của bác, 24 năm ở liền bên bác.
Ông Vũ Kỳ hiểu bác từng chi tiết, vừa khóc vừa chạy đến tận đầu giường bác. Đến đầu giường bác nằm, ông quỳ ngay xuống để cho ngang tầm với gối nằm của bác. Bác hôn lên trán Vũ Kỳ rất lâu rồi tắt thở. Lúc đó đúng 9 giờ sáng. Còn 47 phút là cấp cứu, hồi sức sau không được. Ta nhớ là bác bảo bác uống một ngụm nước dừa, nhưng mà ta chuẩn bị không kịp, mang được nước dừa vào. Nước dừa này mang vào chậm là nó có lý do đấy. Vì ta muốn hái một quả dừa Sơn La của miền Bắc trồng trong vườn bác, một quả dừa của miền Nam bắt đầu từ cái mầm dừa của Bến Tre gửi ra biếu bác. Bác đích thân chăm bón đã có quả. Còn trong Cà Mau của chúng ta là cây vú sữa, bác chăm nom chu đáo lắm. Đấy, là như vậy. Mang vào không kịp, bác đi mất rồi. Chỉ còn lấy cái thìa nhỏ múc nước dừa đặt ướt môi bác, để có ý nước dừa của miền Nam, của Việt Nam tiễn bác đi thôi, chứ bác có uống được nữa đâu. Đấy là tất cả những gì chúng ta biết của cái sự kiện gọi là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, là thế. Trong suốt ngày tang lễ, tang lễ bác xong rồi còn đau đớn hơn cơ các đồng chí. Mà bác đi 47 năm nay rồi, bây giờ ta mới nói với nhau đấy nhé, chứ lúc bây giờ không nói được đâu. Bởi vì đảng ta và đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó đã có hội đàm, chính phủ ta và chính phủ Xô Viết đã có hội đàm và thỏa thuận ký với nhau một cái nghị định thư. Có hai điều thôi. Điều thứ nhất là Liên Xô lo toàn bộ lễ quốc tang cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng thể nhất, với nỗ lực cao nhất. Quan tài pha lê là Liên Xô đóng, ngay cả cái hòm kính đặc biệt đựng đôi dép của bác đấy cũng do Liên Xô làm, lo hết. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tang lễ bác xong, Việt Nam đồng ý với đề nghị của Liên Xô là đưa bác về Liên Xô thì mới giữ được. Nước mình xứ nhiệt đới, lăng chưa có, chuyên gia chưa đào tạo, chiến tranh lại ác liệt như vậy. Cho nên đấy là giải pháp tốt nhất. Thì lúc bây giờ ai cũng nghĩ như vậy. Đến khi phải thực hiện thì đau đớn vô cùng, không ai muốn rời bác. Cứ dòng dòng nước mắt đề nghị Trung ương giữ bác lại, không nỡ để bác đi xa như thế, biết bao giờ mới có dịp nhìn lại bác đây. Thế quả cuối cùng thì các đồng chí Xô Viết cũng não lòng, mà họ rất ngưỡng mộ bác Hồ, cho nên là đồng ý để bác ở lại. Ở lại. Và chúng ta làm tất cả những gì có thể làm được để bảo quản thi hài bác, mà toàn do cố vấn chuyên gia Liên Xô trực tiếp giúp cả. Chúng ta về đá trông K9 nhé, nhìn cái khu rừng ấy, nơi bác từng viết di chúc đấy, và nơi để thi hài bác những năm chiến tranh. Rồi sau này hòa bình thống nhất, giải phóng miền Nam, có lăng cho bác, mọi miền hội tụ về để làm những cái lăng này. Chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu, nay bác ngủ chúng con canh giấc ngủ, là thế. Và để bác nằm trong lăng suốt 47 năm. Mà ta nhớ là cái việc đưa bác về đá trông K9 ấy, kỳ công lắm. Cứ hàng đêm 12 giờ đêm Hà Nội, quảng trường Ba Đình ấy, một đoàn xe dài đi về phía Sơn Tây Ba Vì. Mà đưa bác đi chưa được bao lâu lại có điện hỏa tốc của Trung ương gọi bác trở về. Vì ta sợ không an toàn, sợ nó tìm săn lùng phi công Mỹ ở cái vùng đó, dù ta đã chuyển đi hết rồi. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bác mới đưa bác đi. Thì như vậy là hóa ra thi hài bác từ lúc chuyển đi đến khi đặt trong lăng ấy, là 6 lần di chuyển. Để chúng ta thương bác đến tận đáy lòng của chúng ta, yêu bác, lòng ta trong sáng hơn. Cái bản di chúc này chúng ta sẽ có thời gian nghiền ngẫm đọc và suy nghĩ nhé, để vận dụng. Và các đồng chí nhớ là bác viết di chúc là viết cho chúng ta, không phải cho bác đâu. Di chúc bác viết cho ta, đâu phải cho người. Bác sợ bác đi rồi ta sẽ lạnh, sợ ta quên, sợ lòng ta lơ đễnh. Bác gửi vào ta trọn vẹn niềm tin, còn như người, người đã hóa hương sen
trở lại cái làng sen Vạn Thủa, làng sen quê bác. Làng sen bây giờ là quốc hoa, di chúc của bác đã thành quốc bảo, và dỗ tổ Hùng Vương là quốc lễ. Đấy là những giá trị linh thiêng, là động lực tinh thần phấn đấu cho chúng ta. Và với tinh thần đó, tôi xin chúc các đồng chí học